xin kính chào toàn thể. Okay. Xin kính chào toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị đồng nghiệp đang tham dự trong cái chương trình hội thảo khoa học với cái chủ đề là tối ưu hóa trong vấn đề điều trị các cái bệnh lý đường tiêu hóa trên. À, hôm nay thì chúng ta có một cái buổi sinh hoạt chuyên môn với những chủ đề rất là phổ biến và thường gặp trong lĩnh vực về tiêu hóa à, như chúng ta đã biết thì bệnh tiêu hóa là một cái bệnh lý mà à, gặp hàng ngày trong cái những cái phòng khám hoặc là khi mà chúng ta à, tiếp cận những cái bệnh nhân thì với những cái thang phiền liên quan đến triệu chứng viêm loét dạ dày tá tràng hoặc là những cái triệu chứng liên quan đến cái trào ngược à, và cái việc sử dụng cái thuốc ức chế bơm proton làm là một cái thuốc mà gần như là đầu tay trong điều trị các cái bệnh lý và liên quan đến sự tăng tiết axit trong dạ dày và bên cạnh đó, đó khi mà chúng ta sử dụng những cái thuốc ừ, ức chế bơm proton thì nó cũng sẽ có một số những cái vấn đề liên quan đến những cái tác dụng phụ hoặc là một số lưu ý khi mà chúng ta sử dụng lâu dài và ngoài ra trong cái lĩnh vực về tim mạch thì chúng ta biết là ngày nay các cái bệnh lý tim mạch khi mà cần phải can thiệp mạch vành thì chúng ta phải sử dụng những cái thuốc mà ức chế cái tập tiêu cầu hoặc là khi mà chúng ta sử dụng những cái thuốc mà kháng đông thì cái nguy cơ xảy ra cái số cái tiêu hóa làm cái vấn đề tạo ra một cái sự nan giải cho các bác sĩ về tim mạch lẫn về tiêu hóa do đó thì cái chủ đề ngày hôm nay nó vẫn là xoay quanh những cái vấn đề mà chúng ta gặp hàng ngày nhưng mà chúng ta sẽ được cung cấp những cái thông tin mới những cái thông tin mà đã được chuẩn hóa và những thông tin uh, giúp cho chúng ta có thể là uh, tự tin trong vấn đề xử lý những bệnh nhân có vấn đề tiêu hóa hoặc là cái vấn đề mà tim mạch mà khi xảy ra những cái biến cố về uh, xuất huyết tiêu hóa thì uh, đến với cái buổi hội thảo hôm nay thì chúng ta sẽ uh, được uh, sự góp mặt của ba chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực về tiêu hóa và tim mạch À, đầu tiên thì chúng tôi xin uh, uh, trân trọng uh, giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Khánh Tường là trưởng khoa y của đại học uh, y khoa Phạm Ngọc Thạch à, thứ hai là tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng là trưởng khoa tiêu hóa của bệnh viện nhân dân 115 và thứ ba là tiến sĩ bác sĩ Trần Hòa là phó trưởng khoa tim mạch can thiệp bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh À, còn tôi thì phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hữu Hoàng à, ban à, chuyên gia cố vấn của bệnh viện đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh thì à, chương trình, chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ à, được bắt đầu và với cái chủ đề đầu tiên à, do tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng à, trình bày đó là tối ưu hóa điều trị và an toàn điều trị cho bệnh nhân loét dạ dày tá tràng xin kính mời tiến sĩ Lê Thị Tuyết Phượng À, kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùa Hữu Hoàng, Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Thị Khánh Tường, Kính thưa Tiến sĩ Trần Hoa Thì để mở đầu chương trình thì trong cái chủ đề ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về tối ưu hóa cũng như việc hiệu quả và an toàn trong điều trị lét dạ dày tá tràng Dĩ nhiên chúng ta biết cái lét dạ dày tá tràng thì quá quen thuộc, không những chuyên khoa tiêu hóa mà rất rất nhiều chuyên khoa chúng ta cũng đã quá quen thuộc và thường xuyên gặp mỗi ngày. Do đó cái việc điều trị thì nó càng ngày thì nó đang càng, càng được cập nhật, càng được có nhiều tiến bộ hơn và mục tiêu của chúng ta thì làm sao mà để việc điều trị nó vừa tối ưu vừa hiệu quả và dĩ nhiên đi đôi với hiệu quả là vấn đề an toàn thì tất cả chúng ta đều biết à, từ những cái thuyết từ xa xưa và cho đến ngày nay thì nó cũng không có phải là lạc hậu gì. Thì cái lết dạ dày tá tràng luôn đi luôn là sự mất cân bằng của hai yếu tố, yếu tố phá hủy và yếu tố bảo vệ. Do đó, những cái yếu tố phá hủy thì chúng ta biết rất là nhiều và càng ngày thì càng có nhiều yếu tố phá hủy hơn như là à, chúng ta biết acid cloric, pepsinogen nhưng mà bây giờ những cái yếu tố ngoại lai cũng rất là nhiều, cụ thể là bà Helicobacter pylori hoặc là những cái thuốc kháng viêm, etc. vân vân. Thứ hai là các yếu tố bảo vệ thì cũng như vậy các yếu tố bảo vệ trước đây thì chúng ta chỉ biết là à bicarbonate hoặc là những cái màng nhầy thì bây giờ các yếu tố bảo vệ ngoại lai cũng được đưa vào để bảo vệ cái dạ dày của chúng ta. Vì vậy việc sử dụng phối hợp sao cho hiệu quả là vai trò của người bác sĩ của chúng ta. Thì để hạn chế cũng như là để kiểm soát cái lết dạ dày tá tràng thì đầu tiên chúng ta phải kiểm soát nguyên nhân cái yếu tố thứ hai chúng ta phải kiểm soát yếu tố phá hủy và thứ ba chúng ta phải tăng cường yếu tố bảo vệ cái đó là mục tiêu chính. Thì để kiểm soát nguyên nhân là gì thì có rất nhiều nguyên nhân gây lết dạ dày, dày tá tràng thì hai cái nguyên nhân chính mà chúng ta thường gặp thứ nhất là Helicobacter pylori và thứ hai là tắc thuống kháng viêm đặc biệt là các kháng viêm non steroid và điều này đã được review trong rất là nhiều nghiên cứu và người ta nhận thấy rằng à, đối với Helicobacter pylori thì dẫn đến 70-90% những trường hợp lét tá tràng. Cũng như vậy NSAID thì có gây nên những cái tình trạng xuất huyết tiêu hóa gây nên tình trạng lét và nếu cái tình trạng thuốc kháng viêm này mà kết hợp với những cái thuốc mà nó ảnh hưởng đến dạ dày khác ví dụ như corticoid hoặc là những thuốc kháng đông thì cái nguy cơ nó tăng lên rất là nhiều vì như chúng ta thấy á, thì corticoid mà phối hợp với kháng viêm thì nó tăng cái nguy cơ chảy máu lên gấp 10 lần thậm chí trên 10 lần nếu chúng ta kết hợp với thuốc kháng đông và đây là một cái khảo sát người ta nhận thấy bây giờ thì những bệnh nhân của bác Hòa thì mình xài aspirin rất là nhiều thì và rất nhiều lợi ích aspirin đã được chứng minh. Tuy nhiên thì đụng tới tiêu hóa thì nó cũng có một vài những cái ảnh hưởng như là nếu chúng ta xài aspirin liều thấp thì cái nguy cơ thì chúng ta thấy cũng có nhưng mà ít và đặc biệt nếu chúng ta xài phối hợp, đặc biệt là aspirin phối hợp với NSAID thì nguy cơ tăng lên gần 8 lần thì đây là một cái nghiên cứu người ta uh, uh, chút xíu nữa bác hòa sẽ nói rất là chi tiết về những cái trường hợp này những cái trường hợp mà phối hợp với aspirin phối hợp những cái uh, kháng kết tập tiểu cầu kép với labido gel mà nếu cái thì nó sẽ tăng nguy cơ uh, xuất huyết lên nguy cơ chảy máu lên rất nhiều và chúng ta thấy thiếu liều aspirin thấp thì cái nguy cơ nó ít và liều aspirin cao thì nguy cơ nó lại tăng lên và đặc biệt phối hợp hai cái thì cái hiệu quả tôi nghĩ là tăng lên rất nhiều nhưng mà cái nguy cơ chảy máu cũng tăng lên rất nhiều và để cho được cái sự an toàn để tối ưu hóa điều trị thì chúng ta phải làm sao công bằng giữa cái sự chảy máu và cái điều trị bảo tồn của những cái bệnh lý tim mạch của bên bác hòa thì cái điều này thì bác sĩ hòa sẽ hướng dẫn chúng ta thì đây là một cái khảo sát người ta khảo sát và để chứng minh cái điều này thì người ta khảo sát cái yếu tố bảo ờ uh, những cái yếu tố mà làm sao ngăn chặn được cái xuất huyết cũng ngăn được chặn được cái loét ví dụ như ở một cái khảo sát người ta uh, theo dõi việc à, những bệnh nhân mà dùng aspirin liều thấp à, và có phối hợp với bbi và không phối hợp bbi thì người ta nhận thấy ở cái nhóm mà có phối hợp với bbi thì cái nguy cơ biến chứng cũng như chảy máu của những bệnh nhân có phối hợp với bbi thì thấp hơn à, cũng như vậy một cái nghiên cứu phân tích à, trong cái những bệnh nhân mà trước đây bệnh nhân có loét rồi thì bây giờ bệnh nhân phải xài enset kéo dài, phải có chỉ định xài enset thì ở cái nhóm mà có phối hợp với PPI thì sẽ ít nguy cơ hơn, ít loét tái phát hơn là những bệnh nhân không có phối hợp. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai mà chúng ta hay gặp là Helicobacter pylori và đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cũng là một cái yếu tố báo động đỏ ở Việt Nam bởi vì chúng ta thấy rõ ràng cái tỷ lệ ở Việt Nam khá cao trên 70% những người nhiễm Helicobacter pylori. Và Helicobacter pylori đã được xác định là yếu tố nguy cơ nhóm 1 của gây ung thư dạ dày mà chúng ta thấy à, cái một cái khảo sát năm 2020 thì cái ung thư dạ dày đứng hàng thứ sáu trong các loại ung thư và khi cái tỷ lệ mới mắc cũng như tỷ lệ chữa khỏi nó cũng không, không có chênh lệch nhiều do đó cái việc điều trị ung thư dạ dày hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn trong vấn đề điều trị và matrix uh, 6 thì đã có đưa ra những cái đồng thuận. Đồng thuận thứ nhất, nếu mà chúng ta tiệt trừ helicobacter pylori cũng là một cái yếu tố phòng ngừa nguyên phát cho những bệnh nhờ uh, tình trạng ung thư dạ dày. Đồng thời uh, tiệt trừ uh, helicobacter pylori cũng là một cái yếu tố ngăn ngừa ung thư dạ dày ở những bệnh nhân viêm teo dạ dày mạng tính. Thì đây cũng là một cái mà chúng ta xem xét để xem những cái trường hợp mà bệnh lý dạ dày mà có liên quan HB thì chúng ta cũng nên xem xét điều trị HB khi có chỉ định và việc điều trị HB thì là một cái vi trùng thì chúng ta phải sử dụng kháng sinh và đôi khi việc sử dụng kháng sinh để tối ưu hiệu quả của sử dụng kháng sinh thì người ta nhận thấy rằng những cái môi trường pH mà mình đưa pH dịch vị nó lên trên 4 thì cái nồng độ kháng sinh nó ổn định hơn. Thì chúng ta biết có nhiều loại kháng sinh, có những kháng sinh thì phụ thuộc vào cái nồng độ pH dạ dày nhưng mà cũng có những loại kháng sinh không phụ thuộc thì đối với những kháng sinh phụ thuộc như là những cái kháng sinh mà chúng ta hay sử dụng là amox chẳng hạn hoặc là là thì trước đây thì hay dùng bây giờ thì không có dùng nhiều nữa thì nếu như mà ở cái môi trường pH thấp thì cái hiệu quả của kháng sinh nó lại không cao và một và một cái nghiên cứu đã chứng minh rằng nếu mà chúng ta nâng pH của dạ dày lên trên 6, 6 thì hoạt động của kháng sinh mới hiệu quả chính vì vậy trong cái việc tiệt trừ Helicobacter pylori người ta hay nâng cái pH dạ dày lên lên từ 4 đến 6 để cái hiệu quả điều trị cái phát đồ điều trị nó dễ thành công hơn đó là chúng ta kiểm soát yếu tố nguyên nhân. Cái mục tiêu thứ hai là chúng ta kiểm soát yếu tố phá hủy. Thì yếu tố phá hủy như tôi nói thì có rất rất nhiều yếu tố phá hủy khác nhau. Tuy nhiên một yếu tố mà chắc là không ai tự không ai không công nhận là axit clohydric. Thì axit clohydric là một cái chất để mà giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn để xử lý trong quá trình tiêu hóa thức ăn nhưng nó cũng là một cái con dao hai lưỡi nếu như mà có những cái sự biến động và nó có thể dẫn đến tình trạng làm tổn thương cái niêm mạc dạ dày và việc kiểm soát cái axit tiết vào trong lòng dạ dày thì nhờ có một cái bơm mà là một cái cái bơm ức bơm rồ tông và nếu chúng ta và thuốc ức chế bơm rồ tông sẽ kiểm soát được sự tiết axit vào dạ dày thì ức chế bơm proton là cái gì và hiệu quả như thế nào thì qua các chứng minh người ta nhận thấy thì có rất nhiều những cái thuốc mà ức chế sự axit dạ dày, trong đó người ta thấy có vai trò của ức chế bơm proton nó cao hơn so với kháng histamin H2 trong những cái bệnh nhân mà cần mà có cái liên quan đến tình trạng tiết axit và phải ức chế sự tiết axit. Cũng như vậy thì người ta so sánh hiệu quả quả làm lành ổ lét của BBI và anti H2 ở những cái bệnh nhân mà có sử dụng NSAID thì người ta thấy tỷ lệ chữa lành ổ lét dạ dày những bệnh nhân sử dụng BBI thì cao hơn là anti H2. Ở đây là một cái nghiên cứu người ta nghiên cứu ngăn ngừa xuất huyết ở những cái bệnh nhân mà dùng aspirin liều thấp là liên quan đến phòng ngừa một số bệnh về mạch máu não, bệnh về mạch tim mạch thì người ta thấy nếu trên cái nhóm mà sử dụng phối hợp với PPI thì cái tỷ lệ xuất huyết nó thấp hơn so với nhóm sử dụng với anti H2. Và ngay cả khi mà sử dụng cái kháng kết tập tiểu cầu kép thì cái nhóm sử dụng BBI vẫn ít nguy cơ chảy máu hơn là cái nhóm anti-H2. Như vậy thì BBI là gì và việc sử dụng BBI như thế nào? Thì trên hiện trường thị trường chúng ta hiện nay thì thừa có có tồn tại 6 cái nhóm BBI. Thì uh, việc sử dụng BBI, chọn lựa BBI như thế nào thì tùy thuộc vào cái mục tiêu điều trị của chúng ta và chúng ta thường dựa trên ba tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là việc ức chế tiết axit tốt như thế, như thế nào tiêu chí thứ hai việc kiểm soát axit như thế nào và thứ ba dĩ nhiên bao giờ việc sử dụng thuốc cũng phải tính đến cái chuyện an toàn và ít tương tác thuốc đầu tiên cái việc ức chế tiết axit thì có nhiều BBI thì trong đó có những cái nghiên cứu ví dụ như nghiên cứu này người ta thấy cái pantoprazone khi sử dụng thì cái nồng độ thuốc nó tăng cao ngay khi sử dụng và nó kéo dài do đó cái việc hiệu quả của thuốc thì nó sẽ ổn định so với sử dụng vì vậy thì một trong những ngày nghiên cứu người ta nhận thấy rằng đây là một cái nghiên cứu trên bệnh nhân cần sự ức chế sự tiết axit trong cái điều trị trào ngược thì là khi sử dụng Pantoprazone thì cái việc hiệu quả thì nó kiểm soát được số cơn tiết axit cũng như cường độ tiết axit sau một ngày điều trị. À, ở đây thì chúng ta biết là những cái việc tiết axit như là, là rất nhiều bệnh nhân ngoài cái chuyện tiết axit ban ngày còn khó chịu vào ban đêm và những bệnh nhân đôi khi mất ngủ hoặc là những cái cơn tiết axit vào ban đêm thì ở đây một cái nghiên cứu người ta nghiên cứu trên 217 bệnh nhân và người ta thấy cái việc sử dụng pantoprazole có thể kiểm soát được việc tiết axit ban ngày lẫn ban đêm ở những cái bệnh nhân mà cần sự kiểm soát tiết axit. Đó là cái tiêu chí thứ nhất tiêu chí thứ hai làm sao cái việc kiểm soát tiết axit này kéo dài thì một cái à, à, một cái khảo sát thì người ta thấy rằng tất cả những cái Bbi thì gắn với cái citin 813 riêng Pantoprazone thì gắn với citin 822 thì cái 822 này nó nằm sâu ở bên trong màng tế bào chính vì vậy sự gắn kết này nó kéo dài được cái thời gian mà à, ức chế tiết axit thời gian hiệu quả của Pantoprazone và cái thời gian bán hủy ở đây thì chúng ta thấy bantoprazol thời gian bán hủy là 45,9 giờ. Và à, một cái nghiên cứu này chứng minh rằng cái việc sử dụng toprazone đã kiểm soát được pH trên 4 hơn 17 tiếng đồng hồ. À, à, đối với những cái trường hợp mà chúng ta cần kiểm soát axit à, qua đường tiêm truyền thì Bantoprazone cũng phát huy được cái hiệu quả là kiểm soát axit à, với pH trên 6 kéo dài trong suốt 3 ngày, trong suốt 72 giờ điều trị đó là cái tiêu chí thứ hai tiêu chí thứ ba là an toàn và ít tương tác thuốc thì chúng ta biết rằng việc sử dụng thuốc hiệu quả nhưng không an toàn thì cũng rất khó cho các bác sĩ sử dụng mà cũng là à, rất khó để mà áp dụng được cho bệnh nhân thì việc an toàn và ít tương tác thuốc thì được đặt ra khi chúng ta sử dụng các BBI thì ở, ở chúng ta biết rằng thì chúng ta trong cơ thể chúng ta thì ở các đối tượng khác nhau thì có nhiều kiểu hình khác nhau liên quan đến cái ship 2C19 thì đối với những cái ship 2C19 mà ở, ở cái kiểu hình chuyển hóa chúng ta có ba cái dạng kiểu hình chuyển hóa nhanh chuyển hóa trung bình và chuyển hóa kém thì đối với những cái trường hợp chuyển hóa kém thì nồng độ hiệu quả nhất chính vì vậy tại sao mình thấy tôi cũng dùng cái thuốc như vậy dùng phát đồ như vậy nhưng mà ở bệnh nhân này hiệu quả nhưng mà bệnh nhân kia lại không hiệu quả chính vì sự khác nhau về kiểu hình này vì vậy á mà ở Việt Nam chúng ta thì cái kiểu hình mà chuyển hóa nhanh nó lại nhiều nữa Cho nên cái việc mà không ổn định khi chúng ta sử dụng thuốc rất thường xuyên xảy ra Như vậy thì chúng ta trong cái chọn lựa các BBI Thì chúng ta nên chọn lựa những cái BBI nào ít chuyển hóa qua cái ship 2C19 Thì nó ít bị ảnh hưởng bởi cái kiểu hình của bệnh nhân hơn Thì trong các thuốc mà ít ảnh hưởng, ở ít bị chuyển hóa qua ship 2C19 thì có cái Pantoprazone và Paraprazone thì ít chuyển hóa qua cái men này, nó còn một cái đường chuyển hóa khác, chính vì vậy nó ít bị chịu ảnh hưởng bởi các kiểu hình của bệnh nhân và đây là vấn đề của à, Tiến sĩ Hòa, thì hồi trước á, thì khi mà nhiều nhồi máu cơ tim thì sau đó người ta sử dụng phòng ngừa bằng clopidogrel thì người ta thấy cái chuyện ngừa tái phát cơn nhồi máu cơ tim hiệu quả, nhưng sau một thời gian thì bệnh nhân à, sử dụng phối hợp BPI, bệnh nhân tại có một cái những trường hợp bệnh nhân lại dễ tái phát nhồi máu cơ tim thì một câu hỏi nghiên cứu được đặt ra tại sao lại có vấn đề này và người ta nhận thấy cái việc chuyển hóa gel nó lại liên quan đến cái ship 2C19 và khi BBI sử dụng vào thì nó cạnh tranh với cái ship 2C19 làm cho mất cái hoạt tính của lopidogel, mất cái tác dụng ngừa của lopidogel. tuy nhiên thì tiếp tục nghiên cứu thì FDA người ta nhận thấy rằng cái à, cái tác tương tác giữa cái loperidogrel và BBI chỉ có ý nghĩa đối với omerazone còn các BBI khác thì lại không có ảnh hưởng nhiều. Chính vì vậy thì FDI khuyến cáo vẫn khuyến cáo có sự tương tác giữa lobidogel và omerazone nhưng mà không khuyến cáo đối với các BBI khác. À, vấn đề nữa là vấn đề tương tác thuốc thì chúng ta thấy trên bảng thì chúng ta à, đặc biệt là ngày nay tuổi thọ tăng lên thì cái việc tương tác các thuốc thì rất thường xảy ra và do bệnh nhân sử dụng rất là nhiều thuốc bệnh nhân cao huyết áp bệnh nhân tim mạch bệnh nhân thấp khớp rồi bệnh nhân mỡ máu vân vân thì rất rất nhiều loại thuốc thì việc sử dụng các thuốc mà nó ít tương tác với nhau thì thứ nhất là nó đảm bảo hiệu quả và thứ hai là nó đảm bảo an toàn cũng như là giảm nguy cơ mà tương tác gây ra độc tính thì đối với những các bbi thì chúng chúng ta thấy có băng thì khá là ít tương tác với một vài loại thuốc như trên slide. À, ở bệnh nhân suy thận thì sao? Thì trong những bệnh nhân đây là một cái khảo sát giữa hai nhóm, một nhóm người khỏe mạnh và một nhóm người suy thận nặng với cái GFA dưới 20 ml phút thì người ta khảo sát cái nồng độ băng ở hai nhóm này thì ta, thấy sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Chính vì vậy băng là một BBI tương đối an toàn cho những cái bệnh nhân có bệnh lý thận. Rồi, À, đó là tiêu chí thứ hai, tiêu chí thứ ba là chúng ta tăng cường các yếu tố bảo vệ. Ngày nay thì có nhiều yếu tố bảo vệ nội sinh, tuy nhiên thì cũng có thể sử dụng những cái thuốc mà nó giúp tăng yếu tố bảo vệ ngoại sinh bên ngoài vào. thì có rất nhiều những cái thuốc quen thuộc như là phát hoặc là busuiet, bizaroton và gần đây thì chúng ta có cái r À... à, Thay cho phần kết luận thì tôi thứ nhất là loét dạ dày tá tràng thì liên quan đến sự mất cân bằng giữa yếu tố bảo vệ và yếu tố phá hủy và để tối ưu hóa việc hiệu quả cũng như an toàn điều trị cái loét dạ dày chúng ta tá tràng, chúng ta lưu ý cái ba tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là kiểm soát nguyên nhân và đặc biệt hai cái nguyên nhân chính là helicobacter và NSAID. Thứ hai là kiểm soát yếu tố phá hủy và vai trò ngày nay vai trò quan trọng là BBI và thứ ba là chúng ta tăng cường các yếu tố bảo vệ xin chân thành cảm ơn xin cảm ơn tiến sĩ lê thị tuyết phượng đã trình bày một cái chủ đề uh, gần như là một cái tên tổng quan lại về đặc điểm của cái bệnh lý của đường tiêu hóa liên quan đến tăng tiết axit trong đó nhấn mạnh đến cái những cái bệnh lý như là viêm loét người ta tràng uh, và nhiễm vi khuẩn helicobacter pylori thì cái vấn đề điều trị thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái thuốc ức chế bơm proton mà khi sử dụng các thuốc ức chế bơm proton thì chúng ta cần phải chú ý đến cái hiệu quả kiểm soát axit của những cái thuốc này có cái sự khác biệt giữa các, các các hoạt chất trong cùng nhóm và thứ hai là chúng ta cũng phải chú ý đến cái độ an toàn, những cái tác dụng phụ và sự tương tác với thuốc thì trong đó thì thông qua cái phần trình bày này chúng ta thấy là cái pantoprazole thì nó có một cái khả năng mà uh, liên kết tại cái vị trí cysteine uh, 222 nằm ở trong sâu, do đó mà nó có khả năng gắn kết bền chặt và nó đạt được cái hiệu quả cao. Và đồng thời là uh, thuốc này nó ít có sự tương tác uh, với cái men CYP2C19, do đó mà khi chúng ta sử dụng chung với lại một số những cái thuốc đặc biệt như clopidogrel thì nó ít có ảnh hưởng trên cái chuyển hóa của cái clopidogrel thì đó là những cái vấn đề chính uh, liên quan đến cái chủ đề một mà chúng ta vừa nghe trình bày uh, của tiến sĩ bác sĩ lê thị tuyết phượng thì uh, để tiếp tục chương trình uh, thì chúng ta sẽ có một cái chủ đề thứ hai thay đổi không khí đó là một cái chi độ và một cái chủ đề mà liên quan về vấn đề tim mạch thì chúng tôi xin uh, kính mời uh, tiến sĩ bác sĩ trần hòa là phó trưởng khoa tim mạch can thiệp bệnh viện đại học dược thành phố hồ chí minh thì um, tiến sĩ hòa sẽ trình bày cái chủ đề dự phòng xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân tim mạch có nguy cơ xuất huyết tiêu hóa cao kính thưa thầy phó giáo sư bùi Hồng hoàng kính thưa cô trần thị khánh tường và kính thưa tiến sĩ thúy phượng à, kính thưa quý đồng nghiệp thì uh, tôi rất hân hạnh hôm nay được uh, tham dự trong một hội nghị À, hội thảo của à, những chuyên gia về tiêu hóa à, kính thưa quý đồng nghiệp thì à, cái phần trình bày của chúng tôi thì xoay quanh việc dự à, phòng à, những cái biến cố à, xuất huyết tiêu hóa à, ở những bệnh nhân à, bệnh tim mạch có nguy cơ xuất huyết cao à, kính thưa quý vị à, tại sao lại có một bác sĩ tim mạch à, à xuất hiện hôm nay ở đây <laughs> yeah. à, cho tôi hỏi là ở đây là ngoài các à, ở đây ai là những bác sĩ có liên quan đến tim mạch đó? ở đây dạ à có chị khánh thường dạ à à xin cảm ơn mọi người ở đây có một cái khi mà tôi chuẩn bị cái bài nói hôm nay đó thì có những người đã đặt câu hỏi là tại sao bác sĩ tim mạch lại liên quan đến vấn đề tiêu hóa à, biết cái gì mà nói trong cái hội thảo này à, thì đó là một trong những cái điều mà khiến cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều và tôi cũng có một cái sự lo lắng, một cái sự căng thẳng trong suốt cả hai tuần qua. À, nhưng mà thật sự kính thưa quý vị rất là may mắn là tôi đã tìm kiếm được một cái sự đồng cảm của một giáo sư tim mạch ở Hoa Kỳ. Ông đã nói một câu là à, mỗi chúng ta có một trái tim, nhưng mà chúng ta còn có một cái bao tử nữa. Kính thưa quý vị, à, nếu như mà dạ dày mình á mà không ổn á, thì tôi nghĩ là tim mạch cũng không thể ổn định được đặc biệt là trên những cái bệnh nhân tim mạch mà chúng tôi sắp nói đến đây à tôi có nói với thầy hoàng ngày hôm qua đó là trong y khoa y nội khoa của chúng ta có nhiều cái hội chứng mà người ta thấy nó liên hệ với nhau giữa các cái cơ quan chúng ta có hội chứng tim à, tim gan gan tim à, chúng ta có hội chứng gan thận chúng ta có hội chứng à, À, tim thận thận tim nhưng mà quý vị có bao giờ nghe tới hội chứng tim dạ dày chưa à, Hôm nay thì xin phép là tôi đưa ra một cái hội chứng hay là nói hội chứng thì nó có vẻ à, có liên quan quá nhưng mà tôi gọi là một cái liên minh tim dạ dày Đã, Kính thưa quý vị à, Đây là một trong những cái sơ đồ mà nó làm cho chúng tôi rất suy nghĩ rất nhiều À, bệnh nhân tim mạch có nguy cơ xuất huyết cao là đối tượng như thế nào ví dụ như những đối tượng như thế này đó là những người vừa mắc bệnh động mạch vành phải can thiệp đặt stent mà lại bị rung nhĩ nữa kính thưa quý vị những người sau khi can thiệp đặt stent động mạch vành của chúng tôi đó à, thì chúng tôi sẽ sử dụng kháng tiểu cầu để bảo vệ cái stent đó chứ bởi vì chúng tôi rất sợ nó sẽ bị tắt stent cho nên kháng tiểu cầu chúng tôi sẽ sử dụng để ngăn ngừa cái sự huyết khối tắc stent nhưng mà trên cơ địa đó người ta bị rung nhĩ nữa thì kháng tiêu cầu không đủ để mà để mà bảo vệ cái 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 nguy cơ huyết khối lấp mạch cho nên những bệnh nhân bị rung nhĩ thì phải sử dụng kháng đông đó. có những cái trường hợp mà để vừa bảo vệ cái stent vừa bảo vệ cái huyết khối lấp mạch thì bệnh nhân phải dùng cả ba cái thứ thuốc vừa kháng tiểu cầu kép mà lại vừa sử dụng kháng đông để và mà vừa để bảo vệ cả hai cái vấn đề này nhưng mà khi sử dụng như vậy đó thì nó lại có một cái nguy cơ xuất huyết nặng kính thưa quý vị người ta đưa ra cho mình một cái câu nói nè những người mà bị rung nhĩ mà phải can thiệp đặt xen là mạch vành đó, thì đó là một cái tình trạng mà dilemma dilemma là cái gì quý vị à, tiếng Việt Nam tôi dịch ra là cái sự tiến thoái lưỡng nan tiến thoái lưỡng nan đây là một cái sơ đồ mà tôi suy nghĩ ra trong vòng 2 tuần qua để tôi trình bày với quý vị. Quý vị sẽ thấy là chúng tôi sẽ lòng vòng và tiến thoái như thế nào. Những bệnh nhân sau can thiệp mạch vành phải đ... những bệnh nhân bị rung nhĩ, những bệnh nhân bị van tim cơ học phải sử dụng thuốc kháng đông đó quý vị. Có thể là sử dụng kháng tiếu cầu hay là thuốc kháng đông, chúng ta sử dụng chung một cái từ là thuốc chống đông. Đó, thì khi mà nó có biến cố chảy máu xảy ra đó thì sao quý vị ạ? À? Nó có thể gây chảy tử vong, đúng không ạ? À? Chảy máu nặng có thể tử vong. Một chút quý vị sẽ thấy có những cái sơ đồ nó sẽ chảy tử vong rất là ghê khi mà chảy máu. À, khi nhưng mà khi chảy máu vậy thì bắt buộc chúng ta phải ngưng thuốc, ngưng rồi. Đặc biệt là xuất huyết nặng là phải ngưng các cái thuốc kháng đông của chúng tôi rồi. Mà khi, khi, ngưng như vậy đó thì nó có thể nguy cơ là can thiệp nó sẽ tắt stent, sẽ bị nhồi máu cơ tim trở lại. Nó bị đột quỵ bởi vì thiếu thuốc rung nhĩ mà. Hoặc là van cơ học mà thiếu chống nông thì nó bị tắt cái van đi và những cái điều này đó nó sẽ dẫn đến là việc chúng ta chúng ta phải kiếm một cái cơ hội nào đó sẽ phải sử dụng lại kháng đông chứ để nó ngăn ngừa những cái biến cố này nhưng mà khi chúng ta sử dụng lại chống đông thì thì cái vòng lẫn quẩn nó thể có thể gây ra chảy máu nữa kính thưa quý vị quý vị thấy chưa cái sự tiến thoái lưỡng nan của các bác sĩ tim mạch đặc biệt là à, ngay sau khi mà bệnh nhân bị chảy máu đó đã chưa xử lý chảy máu là chúng ta đã phải nói rồi bác sĩ ơi vậy khi nào sử dụng lại kháng đông đó cho nên quý vị thấy là đó là những cái điều mà rất là khó trên lâm sàng khó như thế nào quý vị thực sự ngày nay đó những ca mà xuất huyết nặng mà chúng ta sợ có lẽ là những cái ca xuất huyết não còn ở những bệnh viện lớn mà một ca xuất huyết nặng mà để tử vong thì tôi nghĩ đó là chúng ta có nhiều cái lỗi với bệnh nhân lắm bởi vì thật sự tôi biết là trong cái vấn đề tiếp cận mà xử lý bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa đó thì chúng ta có rất nhiều phương pháp gọi là tiếp cận đa mô thức và thật sự một ca xuất huyết tiêu hóa bây giờ mà để tử vong vì chảy máu là một điều rất là rất là đáng tiếc. Tuy nhiên thực tế thì chúng ta thấy là ở những bệnh nhân sau can thiệp động mạch vành đây là một nghiên cứu trên 25.000 bệnh nhân, 25.000 bệnh nhân thì người ta thấy là đối với những cái trường hợp so với những trường hợp mà không xuất huyết hoặc là xuất huyết nhẹ đó thì những trường hợp mà xuất huyết nặng đó thì cái nguy cơ đó tử vong trong vòng một năm tăng lên từ 6 tới 8 lần so với những bệnh nhân mà không phải truyền máu mà những bệnh nhân phải truyền máu thì cái nguy cơ tử vong tăng lên tới 6 lần kính thưa quý vị đây là những cái nghiên cứu ở châu âu và người ta thấy có một cái cái ba cái dây xuất huyết thì là nguy cơ cao và nó tương đương với cái chuyện cái chuyện chảy máu thì gần với chúng ta hơn đây là một cái nghiên cứu ở Nhật Bản Trên gần hơn 6.000 bệnh nhân Sau can thiệp mạch vành người ta chia làm hai nhóm Nhóm khoảng 3.000 bệnh nhân là có nguy cơ chảy máu cao Và nhóm là 3.000 bệnh nhân khác là không có nguy cơ chảy máu cao Thì theo dõi một thời gian, một năm trời đó Thì người ta thấy là đúng là cái nhóm mà có nguy cơ chảy máu cao Thì nó có cái nguy cơ tử vong và những cái biến cố gấp 3 lần cái nhóm cái nhóm không có tử vong sự khác biệt có ý nghĩa thống kê kính thưa quý vị người ta nhận biết là có những cái yếu tố nó làm tăng cái nguy cơ chảy máu ví dụ như là những người những người bệnh thận mạng nặng nè những người trước đây đã sử dụng kháng đông những người trong hội chứng vành cấp mà chúng ta can thiệp đã, hay là những người nhẹ cân hay là những người có có tình trạng suy tim <laughs> kính thưa quý vị chính vì vậy mà theo khuyến cáo của ESC 2020 đó là để trong những bệnh nhân mà có hội chứng vành cấp là chúng ta phải phân tầng nguy cơ à, để giúp cho chúng ta dự phòng những cái biến cố về mặt về mặt khuyết khối và đặc biệt là là phải có tính toán những cái chuyện chảy máu bằng những cái thang điểm bằng những thang điểm hồi nãy thì trong những nghiên cứu kia đó có những cái thang điểm thật sự những thang điểm thang điểm đã cũ rồi à. hiện nay thì người ta sử dụng những cái thang điểm mới ví dụ như là cái đây là brecidap à thì đây cái thang điểm này nó cũng tương đối để chúng ta có thể tính toán được ví dụ như dựa vào tuổi, dựa vào chức năng thận, dựa vào bạch cầu, hồng cầu, dựa vào tiền căn trước đây có xuất huyết hay không và chúng ta tính ra nếu bệnh nhân trên 25 điểm thì là đây là nguy cơ xuất huyết cao thì chúng ta chỉ sử dụng kháng tiểu cầu thời gian ngắn thôi. Còn đây là cái thang điểm hiện đại hơn nó dựa vô nhiều cái yếu tố lắm quý vị dựa vào tuổi nè, dựa vào bệnh đồng mắt nè, dựa vào xét nghiệm nè, dựa vào cái À, tiền căn trước đây bệnh nhân có về về đột quỵ hay không nè dựa về tiền sử xuất huyết não khác nè về những cái vấn đề dùng thuốc à, thì càng nhiều điểm á, thì cái nguy cơ chảy máu càng cao ở đây quý vị thấy cái thang điểm mà chúng tôi vừa nói đó được cái hội nghiên cứu học thuật về cái chảy máu của Hoa Kỳ đưa ra một bệnh nhân mà có nguy cơ chảy máu cao chỉ cần có một tiêu chuẩn chính thôi hoặc là hai tiêu chuẩn phụ là đã đưa vào nguy cơ cao rồi những cái tiêu chuẩn này chúng ta thấy rất là rất là kỹ càng thì chúng ta phải tính toán đó vì ví dụ như gì à, trước đây nếu có sử dụng kháng đông đường uống lâu dài là một nguy cơ cao, đó. hay là bệnh nhân mà có suy thận mạng nặng là nguy cơ cao, hemoglobin dưới 11 là nguy cơ cao, à, ví dụ như bệnh nhân có sơ gan kèm tăng áp lực của mạch cửa là nguy cơ chảy máu cao đó rất là nhiều yếu tố chúng ta phải phải xem xét đây là những tiêu chuẩn chính những tiêu chuẩn phụ ví dụ như là tuổi trên 75 hay là suy thận nhưng mà ở cái mức từ 30 tới 59 độ lọc cầu thận là một cái tiêu chuẩn phụ vân vân chúng ta có nhiều cái điều mà chúng ta phải phải xem xét tuy nhiên một cái điều rất là thuận lợi cho chúng ta là chúng ta có sẵn một cái app chúng ta cần phải bấm trên điện thoại để ra liền ngay là bệnh nhân nào này có nguy cơ nguy cơ chảy máu như thế nào kính thưa quý vị cũng từ cái khuyến cáo của EC mà người ta nói là ở những bệnh nhân mà có hội chứng vành cấp hay là can thiệp mạch vành đó thì cần thiết phải khuyến cáo phải sử dụng BBI để chung với những cái phương pháp điều trị của chúng ta để nhằm mục đích làm giảm cái nguy cơ chảy máu bao tử. Ở những bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao, đó, nguy chính vì vậy mà chúng ta phải phải xác định ai là nhóm nguy cơ cao Cái chìa khóa đầu tiên mà hôm nay chúng tôi muốn trao đến quý vị Đó là cần phải nhận diện được những bệnh nhân nào có nguy cơ chảy máu cao để chúng ta dự phòng Dù là chúng ta sử dụng monotherapy với aspirin Dù là chúng ta sử dụng đáp tức là kháng tiêu cầu kép Hay là chúng ta sử dụng kèm với kháng đông vân à, vân Thì vẫn phải, phải sử dụng BBI để dự phòng ở những bệnh nhân nguy cơ cao Kính thưa quý vị, À, Tiến sĩ Thúy Phượng cũng đã cho chúng ta thấy aspirin có hiệu quả trong các bệnh lý tim mạch dù là liều thấp, à, dù là liều thấp à, và không bàn cãi nữa. <laughs> Tuy nhiên là dù là aspirin liều thấp hay liều cao so với placebo thì nó vẫn làm tăng cái nguy cơ chảy máu lên từ 1,5 cho tới 2,5 lần và clopidogrel là một trong những cái thuốc rất nổi tiếng trong rất nhiều cái nghiên cứu vẫn cho thấy là so với placebo nó cũng làm tăng nguy cơ chảy máu có cái ý nghĩa thống kê kính thưa quý vị mà thật sự là những bệnh nhân mà tim mạch của chúng tôi là không chỉ có aspirin với clopidogrel hai thứ đó mà xài mà riêng lẻ với nhau thì chỉ là những bệnh hội chứng vành mạng thôi những bệnh nhân hội chứng vành cấp những bệnh nhân mà can thiệp mạch vành thì bắt đầu chúng tôi phải sử dụng kháng tiểu cầu kép kính thưa quý vị, so với cái thời đại mà không có kháng tiểu cầu đó, thì nguy cơ chảy máu thấp lắm. Nhưng mà những cái biến cố về mặt tim mạch thì nó rất là cao. Nhưng mà sự ra đời của kháng tiểu cầu, sử dụng aspirin nó giảm được những cái biến cố tim mạch từ 20% xuống 15%. Nếu xác kháng tiểu cầu kép với clopidogrel thì nguy cơ biến cố tim mạch nó giảm thấp hơn nữa chỉ còn 12% và những cái kháng tiêu cầu mới hơn nữa như prasugrel hay là ticagrelor thì những biến cố tim mạch đã giảm xuống nữa chỉ còn có 10% thôi nhưng mà ngược lại với những cái biến cố về mặt xuất, xuất thiếu máu cục bộ nhồi máu cơ tim thì cái nguy cơ chảy máu nó lại càng tăng cao hơn khi chúng ta sử dụng kháng tiêu cầu kép đặc biệt là những cái thuốc kháng tiêu cầu mạnh hơn ở đây thì người ta nghiên cứu người ta thấy có một số cái yếu tố liên quan đến cái chuyện mà chúng ta tăng cái nguy cơ chảy máu ở đây là thúy phượng bác Thí, tiến sĩ thúy phượng cũng đã nhắc cho chúng ta so với việc sử dụng aspirin đơn thuần thì sử dụng đáp nó sẽ làm tăng nguy cơ xuất huyết từ hai hai lần và nếu mà chúng ta sử dụng aspirin kết hợp với cọt liều cao tăng nguy cơ xuất huyết lên tới 4 lần kính thưa quý vị ở đây thì sau hội chứng vành cấp á, thì nguy cơ của thiếu máu cục bộ hay nhiều máu cơ tim thì mỗi một ngày nó sẽ sẽ giảm dần đi trong khi những cái biến cố về mặt chảy máu thì thì nó sẽ tiếp tục cộng dồn theo thời gian ở đây thì có nhiều cái yếu tố nguy cơ à, cho chúng ta thấy là nó liên quan đến chảy máu nặng sau một năm ví dụ như là bệnh nhân có nghiện rượu bệnh nhân trước đây đã từng có tiền căn bệnh lý dạ dày tá tràng à, tuy nhiên là việc sử dụng chung với bi thì nó lại làm làm giảm được cái nguy cơ chảy máu đường tiêu hóa có ý nghĩa thống kê. Kính thưa quý vị thì như chúng tôi đã nói thì các thuốc kháng tiểu cầu mới càng mạnh đó làm giảm những cái biến cố tim mạch nhưng mà nó lại làm tăng cái nguy cơ chảy máu nhiều hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta có những cái thuốc kháng đông đường uống như là antivitamin K hay là những cái thuốc kháng đông chúng tôi nói ở đây nó làm giảm được những cái biến cố À, về mặt huyết khối tuy nhiên nó cũng làm tăng cái nguy cơ chảy máu cho bệnh nhân của chúng ta vậy thì làm sao để chúng ta làm giảm những cái biến cố chảy máu này kính thưa quý vị ông tổ của chúng ta đã nói rồi à, đầu tiên quan trọng nhất vẫn là cái sự an toàn không làm hại cho bệnh nhân dù là bất cứ những cái biện pháp điều trị gì trong đó có những cái vấn đề là vật điều trị kháng đông kháng tiểu cầu của chúng ta phải không quý vị à, thì à, ESC 2023 cũng đưa cho chúng ta một cái sự cán cân trong việc chọn lựa thuốc trong việc lựa, hoặc là chọn lựa bất cứ những cái phát đồ điều trị gì cho bệnh nhân chúng ta phải quân bình giữa những cái lợi ích về mặt giảm thiếu máu cục bộ cũng như là cũng không làm tăng cái nguy cơ chảy máu cho bệnh nhân của chúng ta thực sự thì ở phía tim mạch của chúng tôi đó trước khi mà can thiệp đặt stent động mạch vành cho bệnh nhân hay là những cái phát đồ điều trị bao giờ chúng tôi cũng nghĩ đến cái nguy cơ chảy máu trước bởi vì cái sự an toàn là cái mà chúng tôi đưa lên hàng đầu chứ không phải là cố gắng đặt sen cho bệnh nhân để giảm thiểu những cái thiếu máu cơ tim cho bệnh nhân cái an toàn vẫn là đưa lên trên hết và chúng tôi luôn luôn tìm cách làm sao để làm tăng cái sự an toàn của bệnh nhân ví dụ như nếu bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao chúng tôi sẽ <laughs> rút ngắn cái thời gian sử dụng kháng tiểu cầu kép càng thấp càng tốt càng ngắn càng tốt hay là đôi khi chúng tôi đang dùng mạnh phải xuống thang tức là vừa từ đang dùng thuốc rất mạnh phải chuyển xuống những cái thuốc ít có nguy cơ chảy máu hơn cho bệnh nhân để làm giảm những cái nguy cơ chảy máu cho bệnh nhân nếu như cái điều đó là cái sự quan trọng <laughs> kính thưa quý vị thì một trong những cái điều mà chúng ta đã thấy đó là esc đã khuyến cáo là bbi là được khuyến cáo ở mức 1A để sử dụng khi mà chúng ta sử dụng chung với những cái thuốc mà có nguy cơ chảy máu cho bệnh nhân. Ở đây thì chúng ta thấy là ở những bệnh nhân sử dụng BBI chỉ ở aspirin thôi đó thì cũng cũng giảm được những cái nguy cơ chảy máu so với cái nhóm chúng ta không sử dụng BBI. Còn đối với nhóm sử dụng đáp thì việc sử dụng BBI nó cũng thuận lợi cho việc giảm được những cái biến cố về mặt chảy máu và điều này cũng rất là rõ ràng rồi à, kính thưa quý vị cái câu hỏi thứ hai là sử dụng bbi để giúp cho chúng ta làm giảm được những cái biến cố chảy máu và dự phòng được những cái cái nguy cơ à còn cái điều thứ ba mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là cái sự tương tác của bbi với clopidogrel điều này nó là một cái điều tiếng một cái huyền thoại hay là cái điều sự thật mà chúng ta cần phải mổ xẻ hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng đây cũng là những cái câu hỏi mà quý vị cũng thắc mắc từ lâu rồi. Và không có lý do gì mà hôm nay sau khi chúng ta bước ra khỏi cửa này mà chúng ta không có những cái câu trả lời thích đáng về vấn đề này, phải không quý vị? À, thì thực sự là đây là một trong những điều mà rất là là scandal cho chúng tôi, những người can thiệp đồng vành sử dụng Clavirogram. Thì đây là năm 2000, cái đây cũng lâu rồi thì người ta đưa ra một cái khuyến cáo người ta nói là ở những bệnh nhân mà sử dụng clopidogrel thì chúng ta không nên sử dụng Omeprazone hoặc là omeprazol bởi vì nó có cái sự tương tác và nó làm giảm tác dụng của plavix thì đây là một trong những cái phát súng đầu tiên làm cho giới tim mạch rất là choáng váng và sau đó hàng loạt cái đồng thuận của châu âu cũng như châu mỹ người ta đưa ra những cái khuyến cáo tương tự như vậy và đặc biệt là những cái ESC 2019 cũng một lần nữa cũng cho thấy là cái BBI <laughs> hầu hết những cái thuốc BBI đều nó chuyển hóa qua gan trong đó có những cái thuốc BBI mà nó chuyển hóa qua CYP2C19 ví dụ như là Omerazone hoặc là Osomerazone thì nó có sự tương tác với lại Clopidogren và nó làm giảm cái nồng độ của Clopidogren xuống và người ta nói là có thể là chúng ta cân nhắc ở những bệnh nhân như vậy là không nên sử dụng cùng loại clopidogren với những cái thuốc đó. Bởi vì như là, là tiến sĩ Thúy Phượng cũng nói đó, clopidogren cũng như là omerazone nó cùng chuyển hóa qua cái ship 2 c 19 Nếu như nó cùng chuyển hóa qua cái chỗ này thì nó có một cái sự ức chế cạnh tranh của... Bbi và clopidogren nhưng mà thực tế điều đó có hay không có những người người ta nói là biết đâu là Bbi nó tắt uh, Clopidogren nó tác động trước rồi Bbi nó mới tới thì nó cũng không đâu có ảnh hưởng gì tới cái cái uh, cái cái sự hoạt động của nó thì đây là một cái nghiên cứu mà trả lời cho chúng ta những cái câu hỏi này tức là đây là bốn nghiên cứu nghiên cứu sử dụng clopidogren cái liều chuẩn đã, và người ta uh, kết hợp với omerazone cũng liều khá cao và cái nghiên cứu thứ ba đó thì clopidogrel người ta tăng liều gấp đôi lên tức là liều tải 600 mg và liều duy trì là 150 mg cũng so sánh với omerazol và người ở đây thì người ta nói là bây giờ cái nghiên cứu thứ hai người ta chấp luôn tức là người ta sử dụng clopidogrel trước và sau đó mới dùng omerazol à, và cái nghiên cứu thứ tư là là trên pantoprazol kính thưa quý vị từ bốn cái nghiên cứu này thì đầu tiên chúng ta trả lời một cái điều đó là đối với Pantorazone thì nó không có làm nó không làm giảm nó không làm tăng cái chỉ số hoạt động của tiểu cầu cho nên cái Pantorazone thì gần như là nó không ảnh hưởng đến hoạt động của cái omerazone trong khi đó thì ở đây là ba cái nghiên cứu kia đó thì của trên omerazone và chloridocrine thì đều thấy đó là ở cái nhóm sử dụng Clopidogrel với omeprazole nó đều làm tăng cái chỉ số hoạt động tiểu cầu, hay tăng số động tiểu cầu. Cái điều đó cho thấy là gần như việc chúng ta sử dụng chung cả hai cái nhóm thuốc này, dù là sử dụng trước hay dù dùng dù sau, dù là dùng liều tiêu chuẩn hay liều đắp bô lên, thì nó cũng đều làm tăng cái hoạt động của tiểu cầu. Chính vì vậy làm nó còn thông qua đó làm giảm cái sự ảnh hưởng của của Clopidogrel à, trên việc kháng tiểu cầu của chúng ta. À, kính thưa quý vị, thì quý vị có tin vào cái cái prama này hay không? À, cũng có những cái nghiên cứu người ta thấy là gần như là nó có cái sự tác động như vậy nhưng mà hiệu quả trên lâm sàng thì gần như là nó không có. cho nên cái điều này vẫn còn là một cái điều bỏ ngỏ. tuy nhiên những cái hiệp hội à, trên lâm sàng đó thì người ta vẫn đưa ra những cái khuyến cáo. đây là khuyến cáo của ec luôn 2013. thì người ta nói đối với những cái kháng tiêu cầu mạnh như là tikagelo hay là Prasugrel. Đây là hai cái thuốc kháng tiểu cầu mà nó không ảnh hưởng đến cái CYP2C19. Ở đây là những cái kháng tiểu cầu mà nó chuyển hóa, nó không ảnh hưởng qua cái đường giống như Clopidogrel thì trên lâm sàng chúng ta có thể sử dụng bất cứ BBI nào cũng được. Chúng ta có thể sử dụng Omerazone, Omeprazone, Pantorazone hoặc là những cái thuốc khác. Riêng đối với việc chúng ta sử dụng Clopidogrel À, thì chúng ta ưu tiên chọn lựa những BVI ít có ức chế với SIP2C19 ví dụ như là Pantorazone và chúng ta hạn chế những cái thuốc mà nó ức chế nhiều cái SIP2C19 hay là chuyển hóa qua SIP như là, như là Omerazone. à, Còn đối với những thuốc kháng đông thì chúng ta có thể sử dụng thuốc gì cũng được để bảo vệ cái bao tử của bệnh nhân là được rồi à, Kính thưa quý vị thì kết thúc cái bài nói hôm nay thì chúng tôi có ba cái chìa khóa để giúp cho chúng ta để giải mã những cái vấn đề. Chìa khóa đầu tiên là ở trên lâm sàng làm sao chúng ta phải nhận diện sớm được những ca nào là những người có cái nguy cơ chảy máu cao để chúng ta đưa ra những cái kế hoạch cho bệnh nhân bằng những cái thang điểm bằng những thang điểm. Thứ hai là trong vấn đề điều trị thì những bác sĩ tim mạch của chúng tôi sẽ cố gắng làm sao quân bình giữa cái nguy cơ chảy máu và nguy cơ huyết khối ở những bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao đó thì chúng tôi sẽ chọn lựa những cái chiến lược phù hợp đó. làm sao mà đánh nhanh rút gọn làm sao mà vừa hiệu quả mà là phải an toàn phải cho bệnh nhân là hàng đầu đó là những cái chiến lược trên lâm sàng của chúng ta phải cố gắng để mang lại an toàn cho người bệnh của chúng ta và cuối cùng là theo khuyến cáo ở những bệnh nhân mà có nguy cơ chảy máu cao hay à, như cao thì chúng ta phải phải à, dự phòng cái xuất huyết tiêu hóa này bằng thuốc À, bằng thuốc để giúp cho làm giảm được cái nguy cơ chảy máu qua thông qua đó mới làm giảm được cái nguy cơ à, các cái nguy cơ của bệnh nhân trên lâm sàng thì hôm nay tôi nói cái bài dự phòng quý vị dự à, phòng thì tôi nhắc lại cái câu nói à, của danh y tôn tư mạc thì ông nói gì à, thượng y là trị bệnh chưa tới thực ra trị bệnh tim mạch dùng thuốc kháng tiêu cầu đặt sen là đã điều trị rồi nhưng mà vì sử dụng bvi cho những bệnh nhân mà nguy cơ chảy máu cao đó là vấn đề dự phòng à, thượng y là trị bệnh chưa tới còn việc mà tôi đặt stent hay là này kia nó chỉ là chỉ là hạ y thôi à, xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp à, xin à, cảm ơn cái phần trình bày rất là hấp dẫn của tiến sĩ trần hòa cái này một cái phần trình bày tạo một cái sự lôi cuốn rất là mạnh mẽ thì trong cái phần trình bày này thì bác sĩ Hòa có đề cập đến cái hội chứng tim dạ dày à, thì không biết là tất cả chúng ta có sau khi nghe cái cái phần trình bày này có có liên tưởng được cái vấn đề là cái sự mối liên quan giữa tim dạ dày không nhưng mà theo tôi biết thì ông bà xưa của chúng ta đó cũng có một cái câu cũng có một cái sự mối liên quan giữa tim dạ dày đó là ông bà nói rằng là con đường nhanh nhất đến trái tim và thông qua cái bào tử đúng không à, chúng, ta, chúng ta biết là có thật mới giật được đạo Đó là muốn mà chinh phục trái tim là phải cho cái bào tử nó no ra do à, đó chúng ta thấy là chắc chắn là nó cũng có cái sự mối liên quan và trong cái phần trình bày này thì chúng ta thấy là điểm qua một số vấn đề là những cái người bệnh nhân tim mạch thì phải đối mặt với lại một số những cái nguy cơ về tiêu hóa là do bệnh nhân có những cái uh, uh, cái nguy cơ bị bị uh, huyết khối uh, khi mà bệnh nhân đặt uh, stent hoặc là bệnh nhân bị rung nhĩ uh, có tạo ra những cái cục máu đông hoặc là bệnh nhân mà phải sử dụng các cái uh, uh, phẫu thuật mà thay van nhân tạo vân vân. Thì uh, chính vì vậy mà chúng ta bắt buộc là phải uh, phòng ngừa và phòng ngừa thì chúng ta uh, tốt nhất là chúng ta sử dụng những thuốc ức chế tiết axit mạnh, trong đó là có cái PPI và thứ hai là chúng ta muốn đảm bảo tốt vấn đề điều trị thì chúng ta cần phải cá thể hóa từng người bệnh, xem bệnh nhân có những cái nguy cơ nào để chúng ta có thể cân nhắc chọn lựa những cái thuốc phù hợp. Tức là chúng ta phải phân tầng cái nguy cơ của bệnh nhân trước khi mà chúng ta quyết định điều trị để chúng ta có những cái chiến lược điều trị phù hợp. Và thứ ba đó là cái vấn đề an toàn cho bệnh nhân khi chúng ta điều trị thì chúng ta cần phải chú ý vấn đề sự kết hợp với những cái thuốc trong đó cái vấn đề tương tác giữa ppi với lại Clopidogrel là cái vấn đề mà người ta cũng đang có một số những cái tranh cãi à, mặc dù là nó chưa có mà gọi là thống nhất hoàn toàn cái quan điểm tuy nhiên à, những cái gì mà người ta cảnh báo thì chúng ta nên tuân thủ theo những cái cảnh báo đó thì uh, như vậy thì chúng ta đã uh, nghe qua hai cái phần trình bày một cái bình bài cơ bản về cái uh, bệnh lý về dạ dày và thứ hai là một cái vấn đề điều trị dự phòng uh, trong tim mạch uh, bằng những cái thuốc mà ức chế bơm proton và chúng ta biết là qua hai phần trình bày này chúng ta đều thấy nhắc đến là cái vai trò của một cái nhóm thuốc uh, mà có cái hiệu quả rất là mạnh cũng như rằng là nó kiểm soát acid và nó gần như là được chỉ định trong rất nhiều các bệnh lý về tiêu hóa thì trong đó đó là cái thuốc ức chế bơm proton ppi như vậy thì khi chúng ta sử dụng ppi đó thì nếu mà chúng ta cần phải sử dụng lâu dài thì chúng ta cần phải thận trọng cái gì cẩn trọng cái nguy cơ hay là chúng ta cũng phải xem cái lợi ích lâu dài của cái thuốc này đã mang lại như thế nào thì cái chủ đề này sẽ được làm rõ hơn thông qua cái phần trình bày của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 trần thị khánh tường là trưởng khoa y và cũng đồng thời là trưởng bộ môn nội trường đại học y khoa phạm ngọc thạch à, xin kính mời phó giáo sư dạ kính thưa phó giáo sư tiến sĩ bùi Hồ hoàng à, thưa hai tiến sĩ rất là thân thương Chị tuyết phượng tuyết phượng mà em cứ kêu là thúy phượng hoài à em đổi tên người ta không à Và tiến sĩ trần hòa à, là hôm nay rất là vui khi gặp lại quý đồng nghiệp trong một cái chuyên đề khá là mới ha à, nói chung mình cũng đã nói về chuyên đề khá là nhiều nhưng mà hôm nay là cái bài của mình gần như là những tập hợp những cái gì mới nhất trong năm 2022 và 2023 à, và những cái những cái chứng cứ mà mạnh nhất là những cái meta analysis dựa vào cái ICT là mạnh nhất À, nếu không có cái meta-analysis mới thì mình sẽ dựa vào những cái nghiên cứu cô học hoặc những cái nghiên cứu mà liên quan mới trong năm 2023 để mình hiểu hơn về cái thuốc ức chế bơm proton. À, chúng ta biết là PPI đã được sử dụng trong 3 thập kỷ rồi à, và hầu như là chúng ta sử dụng rất là nhiều trong những cái bệnh lý liên quan đến sự tăng tiết axit hoặc thậm chí không có tăng tiết axit chúng ta cũng sử dụng để phòng ngừa. Và đây được xem là một trong những thuốc mà được sử dụng nhiều nhất hiện nay và sử dụng kéo dài nhất trên thế giới và khi chúng ta sử dụng kéo dài như vậy á, thì không phải bản thân chúng ta mà cả bệnh nhân đều lo lắng rằng là liệu chúng ta sử dụng như vậy thì tác dụng phụ và biến chứng nó như thế nào và đây là cái chứng cứ cho đến 2023 các quý vị các anh chị nhớ bắt trước quý vị của trần hòa rồi các đồng nghiệp nhớ là chỉ đến 2023 thôi còn sau đó nó phát hiện ra cái gì nữa là cái chuyện của sau đó nha thành ra mình sẽ cập nhật hết tất cả những cái gì mới nhất trong thời gian đây thì về nội dung chúng ta sẽ có 3 phần rất là rõ. Thứ nhất là vấn đề lợi ích khi chúng ta sử dụng tại sao chúng ta phải sử dụng kéo dài và những cái đối tượng nào thì sử dụng kéo dài. Thứ hai là khi chúng ta sử dụng dài như vậy á thì cái nguy cơ nó như thế nào? Và nếu nó có nguy cơ thì chúng ta tiếp cận nó như thế nào để chúng ta giảm cái nguy cơ mà chúng ta sợ. Thì phần đầu tiên đó là vấn đề lợi ích. Thì đây là một cái tạp chí khá là nổi tiếng ở Anh họ mới cuối năm 2022 thôi thì họ làm một cái nghiên cứu khá là lớn trên gần hơn 13.000 người sử dụng hơn nhiều lắm chắc là tổng cộng là 23.000 người về vấn đề sử dụng PPI thì những người ta nhận thấy rằng là đối với cái chỉ định của PPI á, đa số nó tập trung nhiều nhất vào hai cái đó là chúng ta điều trị những cái rối loạn tiêu hóa trên ví dụ như là khó tiêu chức năng lét hoặc là dược hắc pylori hoặc là do gợt do trào ngược vân vân và một cái chỉ định thứ hai đó là phòng ngừa loét phòng ngừa loét khá là nhiều đứng hàng thứ hai và cả hai cái này vừa phòng ngừa vừa điều trị à, và cái thực sự ra cái số mà không có chỉ định á, là nó chiếm đến 13.000 người tức là cái số này nó chiếm cũng gần là gần gần là hơn 1 phần 3 gần 1 phần 2 có nghĩa là cái số lượng bệnh nhân sử dụng PPI á, mà không đúng chỉ định á, nó chiếm gần một nửa so với cái chỉ định đúng mà hiện nay sử dụng như vậy rõ ràng là chúng ta đầu tiên chúng ta phải xem lại cái chỉ định của PPI khi nào là chúng ta chỉ định và thời gian khi nào chúng ta sử dụng, thời gian bao lâu và khi nào chúng ta là kéo dài. Cái câu đầu tiên mà các đồng nghiệp hay hỏi tôi là thế nào gọi là sử dụng kéo dài? Mình cứ xài một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần có thể là kéo dài hay không? Thì may mắn là tôi tìm được rất là hiếm có cái định nghĩa về sử dụng kéo dài. Thì đây là cái định nghĩa mới năm 2022 cũng trên cái tạp chí của của tức là của Anh á là họ định nghĩa rằng là gọi là dài hay là mãn tính khi chúng ta sử dụng trên 180 liều xác định hàng ngày theo đơn vị năm và nếu mà họ tính như vậy nếu chúng ta sử dụng là một liều một ngày thôi á thì gọi là dài là khi trên 6 tháng trên 6 tháng tính một ngày ba một, một tháng 30 ngày nhưng nếu chúng ta sử dụng hai liều hai viên một ngày chúng ta sử dụng sáng chiều thì là dài là chỉ trên 3 tháng thôi trên 3 tháng là dài Như vậy chúng ta hiểu khi sử dụng kéo dài Thì nó có nguy cơ gì Là khi chúng ta sử dụng trên 180 liều Có nghĩa là 3 tháng nếu mà hai lần một ngày Hoặc là 6 tháng nếu một lần một ngày Thì chúng ta nhìn lại ha Cái này nó rõ hơn trong một cái vòng tròn sử dụng trên 23.000 người á, thì chúng ta thấy cái nhóm mà không có chấp nhận là phải sử dụng thì nó chiếm đến 56%. Có nghĩa là chúng ta sử dụng PPI quá mức À, quá mức chỉ định. Trong khi hai cái chỉ định thông thường vẫn là những cái rối loạn tiêu hóa trên và thứ hai nữa là phòng ngừa loét. Cái phòng ngừa loét chúng ta thấy nhiều lắm, đa số là phòng ngừa do NSAID là nhiều nhất. Tuy nhiên bên cạnh NSAID còn một số thuốc nữa mà người ta cho phép chúng ta phòng ngừa ha, kể cả aspirin liều thấp. Thì chúng ta xem lại vào năm 2017 chúng ta có một cái FDA, có FDA nó chấp nhận những cái chỉ định sử dụng PPI và thời gian sử dụng cái này khá là cũ tuy nhiên tôi tìm những cái mới của FDA thì chưa có có thì đối với loét tá tràng và loét dạ dày cấp cấp nha quý vị thì là 4 đến 8 tuần tuy nhiên chúng ta biết những trường hợp mà loét mảng á, hoặc loét sơ chai á, thì đôi khi đối với dạ dày chúng ta phải sử dụng đến 12 tuần những trường hợp mà loét chúng ta duy trì đối với những cái ổ loét nó lành rồi á, thì người ta không có rõ là chúng ta phải sử dụng bao lâu những trường hợp gợt có triệu chứng thì là 4 8 tuần hiện nay thì hầu hết các gai lai là 8 tuần lễ ha riêng châu Á Thái Bình Dương mình có một cái gai lai đối với gợt nhẹ là 4 tuần lễ sau đó chúng ta xem xét chúng ta giảm liệu ngân hoặc là duy trì đối với những cái viêm trào ngược do thực quản á, thì tùy chúng ta có thể 4 đến 8 tuần nhưng mới đây đối với những cái trào ngược mà CD á, LACD á, là là cái trào ngược mà nó nặng á, thì chúng ta đôi khi phải duy trì mà không có thời gian biết bao lâu hết À, đây là những cái chỉ định sử dụng kéo dài đó hội chứng joliger Ellison thì chúng ta biết rồi gần như xài suốt đời ha xài suốt năm thì nó tăng tiết axit rất là dữ phòng ngừa loét phòng ngừa loét dạ dày do enset thì tùy thời gian sử dụng enset nếu chúng ta sử dụng enset bao lâu thì chúng ta sử dụng ppi bấy lâu vậy thôi à, như vậy chúng ta thấy rõ ràng nó có ba cái bệnh lý mà cho phép chúng ta sử dụng ppi kéo dài đó là gợt trong cái gợt đặc biệt là trào ngược mà có gây loét thực quản ở mức độ CD. Thứ hai, Jolingerlison thì chúng ta ít gặp rồi. Thứ hai đó là chúng ta phòng ngừa NSAID. Phòng ngừa NSAID là có thể sử dụng rất là kéo dài. Thường là chỉ có chừng đó những cái mà chúng ta phải sử dụng kéo dài thôi. Thì chúng ta nói đầu tiên về gợt. Về gợt thì đây là cái khuyến cáo của American College of Gastroenterology tức là trường mô tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2022 là cái khuyến cáo về gợt là mới nhất. Thì chúng ta thấy là đối với những bệnh nhân gợt mà đòi hỏi phải duy trì Duy trì có nghĩa là chúng ta sử dụng một liều tấn công thường là 8 tuần rồi, chúng ta ngưng thì bệnh nhân lại tái phát. Chúng ta ngưng bệnh nhân lại tái phát thì chúng ta phải duy trì. Thì có hai cách duy trì, hoặc là duy trì theo kiểu là on demand có nhu cầu xài hoặc là là duy trì theo cái kiểu là sử dụng liều thấp kéo dài. Thì những trường hợp này á thì chúng ta nên sử dụng liều thấp nhất mà nó kiểm soát được triệu chứng và đặc biệt trong những trường hợp chúng ta cần phải duy trì để làm lành cái viêm trào ngược thực quản ở mức độ CD thì đây là một cái chỉ định đầu tiên thứ hai á, là những trường hợp mà chúng ta duy trì thuốc PPI chúng ta cần phải duy trì và những bệnh nhân mà gợt LACD tức là trên hình ảnh nội soi họ trả lời là LACD thì hoặc là chúng ta sử dụng những cái thủ thuật phẫu thuật can thiệp hoặc là chúng ta sử dụng kéo dài luôn thời gian kéo dài là không có rõ ha người ta nghiên cứu người ta đây là những nghiên cứu lâu rồi bây giờ tìm cái mới không thấy thì họ thấy rằng đối với những trường hợp mà gợt có biến chứng ví dụ như có hẹp thực quản à, có viêm thực quản thì đôi khi chúng ta sử dụng kéo dài thậm chí 12 tháng luôn á thì chúng ta có thể ngăn ngừa cái sự tái phát à, lên đến à, so với H2 đối với ức chế thụ thể H2 gấp đôi thường thường là gấp đôi một trong những cái bệnh biến chứng của gợt đó là Barrett Barrett thực quản thì có barrett thường thường là mình nói đến barrett đoạn dài thôi chứ đoạn ngắn nó không nguy hiểm nó không có nguy cơ ung thư nhiều đối với barrett đoạn dài ấy, thì nó có một cái nguy cơ nó là sang thương tiền ung thư mà do đó nó có thể có nguy cơ tiến triển đến ung thư thì người ta khuyến cáo là phải sử dụng ppi kéo dài để giảm cái nguy cơ trên bệnh nhân barrett thì ở đây chúng ta thấy họ làm một cái meta analysis và họ thấy rất là nhiều thuốc thời gian theo dõi là có thể lên đến 4 năm thì trong những cái thuốc này thì có hai thứ thuốc chúng ta thấy là cái hiệu quả tức là cái hazard ratio của nó càng thấp có nghĩa là cái khả năng mà giảm càng tốt đó là cái panto và Rabebrazone là 0,08 cái hazard ratio và có ý nghĩa thống kê và bên này là hazard ratio hiệu chỉnh thì là 0,12 và cái thời gian người ta thấy rằng là nếu sử dụng kéo dài trên 4 năm thì cái nguy cơ ung thư nó còn giảm hơn nữa như vậy chúng ta thấy đối với Barrett đoạn dài thì chúng ta phải sử dụng BBI kéo dài ha, đôi khi phải sử dụng rất là dài luôn để phòng ngừa ung thư. Tuy nhiên khi chúng ta sử dụng PPI kéo dài có nguy cơ và trên bệnh nhân có nhiễm H. Pylori, đôi khi nó làm tăng nguy cơ ung thư của dạ dày mà ung thư dạ dày thì cái tỷ lệ nó cao hơn so với thực quản cái phần này mình sẽ trình bày sau. Mình qua một cái chỉ định nữa là phòng ngừa loét do NSAID ở đây bao gồm cả aspirin liều thấp, liều thấp luôn. Thì đây là một cái meta analysis cho thấy rằng là có khá là nhiều thuốc có khá là nhiều thuốc để phòng ngừa nó gọi là protection tức là cái thuốc để bảo vệ dạ dày mà chúng ta hay nói đó để phòng ngừa thì chúng ta xem tại sao có quá nhiều thuốc như vậy nhưng hiện nay chỉ focus vào trong cái thuốc ức chế bơm proton thì chúng ta thấy rõ ràng trong cái meta analysis bao gồm cả prostaglandin bao gồm cả ức chế thụ thể H2 hoặc là những thuốc bảo vệ dạ dày khác những thuốc bảo vệ dạ dày khác chúng ta có ví dụ như là bismuth này đúng không hoặc là chúng ta có những cái thuốc khác uh, ví dụ mai bây giờ chúng ta sử dụng cũng khá là nhiều hoặc là grafat vân vân. Thì người ta nhận thấy rằng cái ức chế bơm proton vẫn là cái thuốc cho odds ratio thấp nhất. Odds ratio là 0,21, có nghĩa là nó giảm nguy cơ loét biến chứng của loét lên đến 79%, cao hơn so với tất cả các thuốc khác nếu chúng ta xét xuống trục dọc. Và đây cũng là một cái meta analysis năm 2021 cho thấy vấn đề phòng ngừa loét do NSAID lý do tại sao chúng ta chọn PPI. Trước đây chúng ta phòng ngừa đôi khi chúng ta sử dụng thuốc ức chế thụ thể H2 vì nó rẻ tiền và chúng ta sợ những cái biến chứng do ức chế bơm proton đó gây ra. Thì chúng ta thấy rằng là đối với ức chế bơm proton thì cái odd ratio nó vẫn nghiêng về cái cánh sử dụng ức chế bơm proton hơn so với ức chế thụ thể H2. Có nghĩa ra cái odd ratio của nó nó có khả năng giảm loét do NSAID lên đến 52% cao hơn, cao hơn 52% so với chúng ta sử dụng thuốc ức chế thụ thể H2. Chúng ta xem những nguy cơ nào mà có thể đưa đến những cái biến chứng tiêu hóa do sử dụng thuốc NSAID bao gồm các aspirin liều thấp. Đây là một cái cái nguy cơ mà trong 2021 khá là mới đó. Thì chúng ta biết là cái tuổi 65. Trước đây người ta để cái tuổi 75 nhưng bây giờ người ta rút xuống rồi, cái tuổi mà có nguy cơ là 65 và được xem đó là một cái nguy cơ chính luôn. Có nghĩa bây giờ cái automatic bệnh nhân tới với mình trên 65 tuổi không cần thêm một yếu tố nguy cơ nào nữa. Chúng ta có quyền sử dụng PPI phòng ngừa trên bệnh nhân sử dụng NSAID. Các thầy cô nhớ rằng là, các anh chị nhớ rằng là khi sử dụng NSAID, bệnh nhân không có triệu chứng đau dạ dày đâu. Hầu hết không có triệu chứng đau. Họ đến vì xuất huyết, họ thường thang với chúng ta là đầy hơi khó tiêu là nhiều hơn. Họ không có đau. Do đó nếu chúng ta chỉ hỏi có đau dạ dày không, bệnh nhân trả lời không, chúng ta không phòng ngừa. Sau đó họ đến cơ sở khác vì chảy máu tiền căng loét đặc biệt có biến chứng như xuất huyết hoặc là thủng là là được gọi được xem như là yếu tố nguy cơ cực cao trong vấn đề chảy máu tái phát. Sử dụng đồng thời với thuốc kháng kết tập tiểu cầu, nếu đã xài aspirin cộng thêm kháng kết tập tiểu cầu, nguy cơ chảy máu nó tăng gấp 3 đến 4 lần. Thuốc chống đông, corticosteroid và đặc biệt SSRI là thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin, một số thuốc nó có tác dụng gây nặng thêm cái loét của mình, bệnh nặng nhiễm S. cái này là cái chúng ta hay quên kể cả bác sĩ tim mạch và bác sĩ khớp điều trị chỉ phòng ngừa bằng cách PPI thôi mà quên mất rằng cái quan trọng nhất là phải diệt cho được S. vì nếu chúng ta không diệt S. thì cho dù chúng ta phòng ngừa PPI vẫn có nguy cơ loét và chảy máu lý do hai yếu tố gây loét hiện nay đứng hàng đầu là S. pylori và NSAID các thầy cô mình phải luôn luôn nhớ cái này do đó các bác sĩ khớp và các bác sĩ tim mạch khi sử dụng aspirin hoặc NSAID kéo dài nên tầm soát và nếu S. dương tính thì nên gửi hoặc mình điều trị dược luôn hoặc là mình gửi bác sĩ tiêu hóa. NSAID mà cái nhóm không phải chọn lọc cấp 2 thì nó nguy cơ gây loét cao hơn. Ví dụ Nasprosen là cái thuốc rất ưu tiên trên tim mạch đúng không ạ? À, hơn Endomethacin, hơn Diclofenac, hơn Ibuprofen, Rofecoxib và cuối cùng là Celecoxib là thuốc ức chế cấp 2 chọn lọc ít nguy cơ lên đường tiêu hóa nhiều nhất, liều cao và sử dụng kéo dài, đó là những yếu tố nguy cơ. Đây là tổng hợp những khuyến cáo hiện nay liên quan đến vấn đề bảo vệ bằng PPI trên bệnh nhân sử dụng NSAID. Cái khuyến cáo lâu đời nhất nhưng mà nó khá là rõ ràng nhất là của ACG năm 2029. Họ nói những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao hoặc trung bình cao là có một yếu tố chính hoặc là hai yếu tố phụ. Đây là những cái yếu tố họ liệt kê ra trong đó tuổi cũng là từ 65 chứ không phải 75 nha. Andset liều cao sử dụng cộng đồng thời vừa aspirin cộng với andset cortico hoặc thuốc kháng đông. Những bệnh nhân này là yếu tố nguy cơ và đây cũng là dưới đây là hầu hết là các khuyến cáo của các tổ chức liên quan đến tim mạch. Đến lối tim mạch thì họ ít đề cập đến cái vấn đề nguy cơ của tiêu hóa mà họ thường tập trung vào nguy cơ chảy máu nhiều hơn và cái thủ thuật nó là cái gì trong cái này là nguyên cái này là một cái cụm của các hiệp hội liên quan đến tim mạch năm 2010 thì họ có nói đến cái vấn đề diệt trừ espalory họ có nói đến vấn đề này mình phải cần phải lưu ý nguy cơ của nó cũng tuổi cũng tuổi cũng là liên quan đến sử dụng thuốc kháng đông steroid vân vân ESC cũng là của tim mạch ha là trên bệnh nhân sử dụng kháng cái tập tuổi cầu là họ phòng mưa thôi à, dưới đây thì là những bệnh nhân họ liên quan cũng tập trung vào cái vấn đề là rung nhĩ rung nhĩ và kháng là thường thường tim mạch thì họ nghiêng về cái cánh về tim mạch nhiều hơn là họ nói đến các nguy cơ của tiêu hóa cái này là khá là mới đây là một cái khuyến cáo của hiệp hội tiêu hóa của Hàn Quốc vào năm 2020 họ làm khá là mới so với cái ACG năm 2029 nếu chúng ta nhắm chúng ta sử dụng PP NSAID kéo dài thế nào là kéo dài à NSAID thế nào gọi là kéo dài NSAID dưới 2 tuần trên 2 tuần là có vấn đề và người ta nhận thấy rằng trên 2 tuần thậm chí từ 4 tuần trở lên là bắt đầu có lét và NSAID không chỉ biểu hiện ở đường tiêu hóa trên biểu hiện đường tiêu hóa dưới rất rất là nhiều luôn nhưng là cái biểu hiện lâm sàng của đường tiêu hóa dưới nó không có rầm rộ như tiêu hóa trên ha nhưng mà nếu mình soi mình sẽ thấy có những cái vết lét và rất là nhiều sang thương chúng ta đầu tiên hết là chúng ta phải test và điều trị pylori. cái đầu tiên hết dưới dụng aspirin hoay là NSAID cái đầu tiên hết cho tất cả khuyến cáo sau khi chúng ta diệt S. thành công rồi, chúng ta đánh giá nguy cơ của loét và chảy máu dựa vào các yếu tố nguy cơ vừa nói liên quan đến tuổi, liên quan đến tiền căng, liên quan đến các thuốc sử dụng cùng lúc, vân vân ha. Nếu có, chúng ta phân ra hai tầng. Nếu có nguy cơ tim mạch, nguy cơ tim mạch, có nguy cơ tim mạch, bác sĩ tim mạch biết rồi đó. Bệnh nhân này có nguy cơ tim mạch, thường là là những cái người mà phải phòng ngừa thứ phát nguyên phát thường thường là thứ phát thì chúng ta chọn lọc NSAID. nếu chúng ta sử dụng NSAID không chọn lọc tức là sử dụng naproxen hoặc là aspirin thì chúng ta nên kết hợp với PPI còn nếu không có nguy cơ tim mạch gì hết thì chúng ta nên chọn ức chế cốc 2 nên chọn ức chế cốc 2 có thể là nếu nguy cơ tiêu hóa nó ít thôi thì chúng ta đôi khi không cần phải phối hợp với PPI nhưng nếu có nguy cơ tiêu hóa thì chúng ta cốc 2 cũng phải phối hợp với PPI còn nếu bệnh nhân này yếu tố nguy cơ tim mạch mà có nhưng yếu tố yếu tố của đường tiêu hóa của lét là không thì chúng ta chọn an không chọn lọc nhưng nếu tim mạch là không nhưng mà tiêu hóa là có thì chúng ta sẽ chọn loại uh, này và chúng ta có yếu tố nguy cơ tim mạch là chúng ta không được xài ức chế cấp 2. cứ có yếu tố nguy cơ mạch chỉ còn an không chọn lọc thôi nhưng có yếu tố nguy cơ tiêu hóa thì phối hợp ppi không có thì không phối hợp đây là một cái cái giúp chúng ta luôn luôn phân tầng nguy cơ lét rồi đến nguy cơ tim mạch có hay không để chúng ta chọn lựa là có phối hợp và chọn lựa ức chế cốc 2 hay là không cần ức chế cốc 2. Chúng ta chỉ cần nhớ nếu nguy cơ tim mạch cao là chúng ta không dùng cốc 2 được. Nếu phải xài là xài không chọn lọc và phải phối hợp với PPI. Còn nếu nguy cơ tiêu hóa cao thì phải phối hợp với PPI rồi. Nếu không có nguy cơ tim mạch thì chọn cốc 2, có nguy cơ tim mạch thì chọn NSAID. Nhưng mà hai thằng đều cao hết là thôi khỏi xài luôn. Hai thằng đều cao hết là không sử dụng được NSAID chọn loại khác. Chúng ta qua cái nguy cơ. Chúng ta rất là lo cái nguy cơ và chúng ta không biết cái chứng cứ tới bây giờ thì cái nguy cơ nó như thế nào. Thì chúng ta thấy khi sử dụng PPI kéo dài hầu hết các cơ quan trong cơ thể chúng ta đều bị ảnh hưởng hết. Từ hô hấp, cái COVID vừa rồi người ta thấy rằng là tăng cái nhiễm trùng lên. Tăng cái nhiễm trùng ngoài cộng đồng, ngay cả trong bệnh viện, đến thận. Thận không chỉ có thận, không phải là bệnh thận mãn đâu mà viêm ống thận mô kẻ tổn thương thận cấp đến gan nguy cơ ung thư gan cái này khá là lạ đúng không ạ đánh dấu hỏi nguy cơ về xương gãy xương bệnh cơ nguy cơ về hệ thần kinh trung ương nhức đầu xa suốt trí tuệ nói rất nhiều luôn bệnh não gan trên bệnh nhân sơ gan nguy cơ về tim mạch stroke nhồi máu nguy cơ tiêu hóa buồn nôn ói mửa đau bụng tiêu chảy nguy cơ về nhiễm trùng liên quan đến cdip liên quan đến salmonella non typhoid liên quan đến campylobacter liên quan đến viêm phúc mạc nhiễm khuẩn tự phát trên bệnh nhân sơ gan liên quan đến máu thiếu B12 thiếu sắt thiếu magie thiếu canxi vậy cho tới hiện nay chứng cứ nó như thế nào đây là trong cái tạp chí năm 2023 thì họ thấy họ đưa ra một cái số giả thuyết một cái số cơ chế tại sao nó đưa ra như vậy đối với não họ nói rằng là tăng cái số lượng beta amyloid thông qua sự giảm những cái enzyme do những cái vi khuẩn nó tạo ra vì khi chúng ta sử dụng BPA chúng ta sẽ diệt một loạt vi khuẩn của đường ruột do thiếu những cái chất dinh dưỡng dẫn đến bất thường chức năng của não liên quan đến tim không phải chỉ là một cái mối tương quan một cái sự tương tác giữa PPI và Clopidogrel thông qua hệ thống sip 2 c 19 mà nó còn liên quan đến vấn đề dinh dưỡng thiếu dinh dưỡng thiếu cái nitric oxide liên quan đến thay đổi cái sip 2 c 19 mình không nói rồi và liên quan đến sự tăng chromogranin A tức là nhiều cơ chế lắm còn liên quan đến vấn đề dạ dày là do chúng ta kềm hóa nó chúng ta ức chế toan chúng ta kềm hóa nó và nó làm tăng cái cái cơ hội cho những cái vi khuẩn nó xuyên qua cái đường tiêu hóa và nó xuống đến ruột nó tăng sinh lên. Và một cái rất là quan trọng đó là nó gây loạn khuẩn ruột. Đương nhiên rồi chúng ta gây loạn khuẩn ruột, chúng ta ảnh hưởng đến vấn đề PPI, ảnh hưởng đến vấn đề hấp thu các vitamin và các khoáng chất, những chất dinh dưỡng do đó nó gây ra những cái biến chứng. Và cũng năm 2023 họ cũng đưa ra thêm một số cái cơ chế khác mà để giải thích cho những cái tác dụng phụ liên quan đến sử dụng PPI, liên quan đến vấn đề thận tại sao nó gây ra bệnh ống thận mô kẻ liên quan đến vấn đề tim liên quan đến gãy xương liên quan đến nhiễm trùng liên quan đến vấn đề ung thư dạ dày cái này tôi chưa đề cập tôi đề cập đến vì chúng ta biết ung thư dạ dày chỉ xảy ra trên vô toàn ung thư dạ dày nó không xảy ra trên người tăng tiết axit do chúng ta cần dập ppi càng nhiều trên cái người có nguy cơ ung thư là chúng ta càng đẩy bệnh nhân tới cái chuyển sản và loạn sản nó chỉ xảy ra trên bệnh nhân vô toan hoặc giảm tiết axit mà thôi Do đó người ta đặt ra vấn đề khi chúng ta ức chế tiết axit như vậy á, thì liệu nó kích thích tiết tế bào Riesel tăng phóng thích gastrin và dẫn đến sự tăng tiết gastrin và nó làm có thể đưa đến vấn đề ung thư. Bên cạnh dạ dày không chỉ ung thư dạ dày nó còn đặt vấn đề ung thư tụy, ung thư đại tràng, ung thư gan, bệnh não gan và sa sút trí tuệ. Đó là tất cả những cái gọi là pathogenesis cố gắng giải thích cho những cái cơ chế liên quan đến vấn đề nguy cơ của sử dụng PPI kéo dài. Đây là những cái bài báo khá là mới vào năm 2023 liên quan đến vấn đề sử dụng PPI. Tại sao nó gây ra à, loãng xương? Vì nó giải thích cái cơ chế của nó là do nó cường tuyến cận giáp, cường tuyến nhận giáp. Tuy nhiên, sau khi họ làm cái nghiên cứu cơ học theo dõi một cái số lượng bệnh nhân rất là đông, thì họ thấy rằng có vẻ như là cái kết quả này cho thấy rằng là vấn đề mà chúng ta phải theo dõi vấn đề sử dụng PPI chỉ tập trung ở những cái người lớn tuổi mà có nguy cơ thôi chứ còn mối liên liên quan giữa PPI và loãng xương này có vẻ là ở cái người vẫn chưa có rõ ràng mà thường là người ta thấy chủ yếu là do trên những cái người mà sử dụng canxi liều thấp thôi chứ không phải là do cái PPI. Một cái nữa vào năm 2023 trên cái tạp chí Microbiology khá là nổi tiếng của BMC thì họ thấy rằng là cái PPI này nó ảnh hưởng đến cái vi khuẩn chí đường ruột nó như thế nào và cái vi khuẩn chí đường ruột này á, nó sẽ giải thích cho tất cả những cái cơ chế mà liên quan đến tác dụng phụ chúng ta thấy đây là cái sử dụng ppi và đây là cái nhóm chứng thì chúng ta thấy cái hệ vi khuẩn chí nó thay đổi chúng ta thấy cái trục dưới nè dưới năm khác và trên khác tức là những cái vi khuẩn mà gọi là vi khuẩn có lợi của chúng ta nó sẽ giảm đáng kể khi chúng ta sử dụng PPI kéo dài trong khi những cái vi khuẩn mà nó gọi là không phải là có lợi trong chúng ta thì nó lại càng nhiều hơn do đó họ thấy là có nhưng thực sự trên 23 chủng vi khuẩn thì thực sự nó như thế nào đây là một cái meta analysis liên quan đến tim mạch là các anh chị quan tâm này, cái bài của thầy của tiến sĩ Trần Hòa vào năm 2022 trên một cái tạp chí khá là nổi tiếng trên một cái số lượng là họ tổng cộng hết là từ bắp mép cho đến ambes cho đến Cod range và trên gần 1.700 người cái record á, thì họ đưa ra cuối cùng làm còn 6 ACT vân vân theo đúng tiêu chí thì chúng ta thấy đối với phòng ngừa nguyên phát đối với cái primary analysis á, mà MACE tức là yếu có biến cố tim mạch chính ha, hoặc là những cái tái um, revascularization gọi là tái gì à, tái thông tái thông rồi cái bệnh lý tử vong liên quan đến tim mạch hoặc là tử vong do mọi nguyên nhân thì chúng ta thấy là cái OR của nó khoảng 1 chấm mấy 1 chấm mấy nhưng nó không có ý nghĩa thống kê gì hết, chỉ có một cái thằng này nè, tái thông thì nó có ảnh hưởng. Và khi mà chúng ta sử dụng thêm clopidogrel nữa thì chúng ta thấy rằng có vẻ như rằng là cái chỉ có một cái này là có ý nghĩa thống kê, hai cái này có ý nghĩa thống kê là liên quan đến tử vong liên quan đến à, tái thông và tử vong liên quan đến tim mạch. Nhưng họ kết luận rằng sử dụng PPI lâu dài không liên quan đến tăng nguy cơ các biến cố tim mạch bất lợi. Tuy nhiên cái kết quả nó không nhất quán khi phối hợp PPI và clopidogrel cần xem xét thận trọng do tính không đồng nhất số lượng nghiên cứu đưa vào còn hạn chế và thiếu điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu tiềm ẩn cho đến giờ họ vẫn chưa rõ họ vẫn chưa rõ ha và để hiểu hơn về nguy cơ và thuận lợi khi sử dụng PPI kéo dài thì tên một cái tạp chí chuyên về dược vào năm 2023 thì họ nói rằng là cho đến thời điểm này, PPI vẫn được ACR khuyến cáo là phương pháp đầu tay để điều trị gợt và giai đoạn cấp sau xuất hiện đường tiêu hóa do loét. Và cho đến thời điểm này, họ các dữ liệu mình có được vẫn chưa có chất lượng, cần có những chất lượng dữ liệu cao hơn để hiểu rõ nguy cơ liên quan đến PPI. Các bác sĩ có thể thận trọng hơn khi sử dụng PPI, tuy nhiên hiện các dữ liệu không chứng minh được sự cần thiết phải áp dụng rộng rãi chiến lược giảm thang, giảm thang PPI chỉ vì chúng ta lo ngại về chỉ định của PPI kéo dài chứ chúng ta có quyền giảm thang nếu đáp ứng của cái bệnh đó vì mục tiêu khác thì chúng ta giảm thang nhưng vì mục tiêu là lo sợ biến chứng của PPI thì chúng ta không cần thiết quan tâm cho tới thời điểm này ở người lớn tuổi vào năm 2023 trên cái tạp chí chuyên về thần kinh neurology làm ở người lớn tuổi về đánh giá cái sa sút trí tuệ vào năm 2023 thì cho thấy rằng là các nghiên cứu kết quả rất là trái ngược nhau chất lượng tổng thể thì không có cao cho nên cái chứng cứ chắc chắn cho thấy PPI liên quan đến tình trạng suy giảm miễn dịch và nguy cơ rủi ro đối với người lớn tuổi á, thì cũng không có rõ và họ thấy rằng đối với gợt á thì nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống khá là nhiều và có thể có những cái biến chứng nghiêm trọng do đó họ vẫn kết luận rằng tốt nhất là chúng ta kê đơn một cách thận trọng ưu tiên thay đổi lối sống chế độ ăn uống và chia sẻ quyết định đối với bệnh nhân có nghĩa là tới thời điểm này luôn Người lớn tuổi xa suốt trí tuệ họ vẫn chưa có một cái chứng cứ rõ ràng về vấn đề liên quan đến PPI. Liên quan đến vấn đề ung thư dạ dày. vào cái BMG, một tạp chí khá là nổi tiếng ha. Trên tạp chí gợt của BMG. Thì năm 2022, họ làm trên PPI và ức chế thủ thể H2 trên một cái số lượng trên gần 100.000 người ha. À đây 973.000 người sử dụng PPI. Và 198.000 người sử dụng ức chế thủ thể H2. Và họ theo dõi cái biến cố ung thư dạ dày sau một thời gian trung bình khoảng 5 năm thì họ thấy rằng có vẻ như là thuốc ức chế bơm proton nó làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày hơn so với ức chế thụ thể H2 là 45%. Tuy nhiên, tuy nhiên khi mà họ xem lại á, họ xem lại cái thời gian sử dụng này, họ xem lại các các phân tích và các thang điểm thì họ lại thấy rằng là cái PPI này nó liên quan đến vấn đề nguy cơ ung thư dạ dày so với thụ thể H2 á thì có vẻ nó có đó nhưng mà cái giá trị tuyệt đối của nó vẫn thấp có nghĩa là khoảng một phẩy mấy thôi và một cái nghiên cứu khác vào năm 2023 về vấn đề ung thư thì họ làm trên khá là nhiều trung tâm nhiều nước từ ý cho đến thổ nhĩ kỳ vân 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 họ làm nhiều lắm cho các đối tượng trong bệnh viện hay ngoài bệnh viện trên một cái số lượng mình thấy gần 6.000 người thì họ kết luận rằng là họ thấy rằng là buồn cười lắm càng sử dụng BBI kéo dài thì cái nguy cơ ung thư nó càng giảm dần giảm dần giảm dần nó thường nó tập trung trong 6 tháng đầu thôi Cuối cùng họ thấy rằng cái mối liên quan giữa PPI và ung thư dạ dày có thể là mối quan hệ nhân quả ngược lại. Không phải PPI gây ra ung thư mà cái thằng ung thư nó sử dụng PPI nhiều hơn. Chứ không phải thằng PPI gây ung thư và kết quả này cho thấy rằng PPI vẫn là một lựa chọn điều trị an toàn và không có ảnh hưởng gì đến vấn đề xuất hiện ung thư dạ dày. Một cái nguy cơ nữa họ đưa ra vào năm 2023, các anh chị sẽ thấy rằng trên bệnh nhân IBD, IBD là bệnh nhân bệnh viêm ruột á, thì họ sợ cái vấn đề mà rối loạn khuẩn ruột thì nó có ảnh hưởng và họ tổng hợp rất là nhiều cái họ giải thích từ các hiệp hội tùm lum về vấn đề sử dụng PPI kéo dài thì họ thấy rằng là kết luận rằng là trên IBD á, thì có vẻ như nó tăng nó tăng nguy cơ các cái outcome tức là những cái biến cố kết cục do đó trên những cái đối tượng này thì mình cẩn thận hơn chút xíu trên IBD và cho đến năm 2022 của ACG đưa ra đưa ra cái khuyến cáo về gợt họ tổng hợp hết tất cả các nghiên cứu trên thế giới có chất lượng thường là ACT hết và họ chỉ rút ra được một cái nguy cơ sử dụng PPI kéo dài thôi đó là vấn đề nhiễm trùng đường tiêu hóa bao gồm cả CDIP hoặc ngoài CDIP với nguy cơ là 1,33 tức là tăng lên nguy cơ là 33 phần trăm hay 1,33 lần còn tất cả các biến cố khác không có ý nghĩa tới thời điểm này chỉ còn một cái này thôi thời điểm cho đến 2023 và họ chính vì vậy họ khuyên là gì mình không phải theo dõi gì hết, mình không phải theo dõi B12, mình không phải theo dõi chức năng thận, nước tiểu mình không phải theo dõi cái suy thận, mình không phải theo dõi mật độ xương gì hết. À, trừ trên bệnh nhân suy thận thì cẩn thận phải theo dõi thôi. Chúng ta không phải theo dõi, chúng ta không phải phòng ngừa bổ sung magie, bổ sung canxi, si, bổ sung B12 gì hết ha. Và đây, một cái lợi một cái khi liên quan chúng ta sử dụng thường thường PPI đâu có sử dụng một mình. Nó hay phối hợp nhiều thứ lắm và một trong những cái thuốc phối hợp là những cái thuốc mà nó có thể ảnh hưởng đến vấn đề tương tác. Thì đây là cái tạp chí của American liên quan đấy thì nó năm 20 à, khá là lâu thì họ thấy rằng là trong những cái ức chế bơm proton thì cái ức chế là pantoprazone có vẻ như là nông nông unknown tức là nó không có tương tác khá là nhiều. Tuy nhiên nó chỉ có ảnh hưởng đến vấn đề hấp thu của diroxin và nifenibin. Bên cạnh đó chúng ta thấy có những cái một số thuốc khác nữa à, cũng có thể là không ảnh hưởng nhiều như rabeprazone chẳng hạn ha. Chúng ta qua phần cuối cùng là vật tường thảm giảm bậc, giảm bậc đi prescribing của PPI. Cái này của AGA tức là Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ vào năm 2022 đăng trên một cái tạp chí nổi tiếng nhất về mạng tiêu hóa là gastroenterology ha. Thì người ta đưa ra một cái chỉ định khi nào xài trên 8 tuần, khi nào xài lâu dài được xác định trên 8 tuần là GERD CD là chích hẹp thực quản là Zollinger-Ellison là viêm thực quản do tăng bạch cầu ái toan bảo vệ trên bệnh nhân sử dụng NSAID bao gồm cả aspirin và phòng ngừa sơ phổi tự phát. Còn chỉ định mà phải có điều kiện mới sử dụng dài được. Chúng ta sẽ coi ha những trường hợp cũng là gợt tái phát sau khi chúng ta ngưng PPI khó tiêu chức năng tái phát là chúng ta ngưng khi ngưng PPI chúng ta phải sử dụng kéo dài hoặc là những trường hợp trào ngược thanh quản họng mà ngưng thì phải sử dụng ngưng thì nó lại tái phát là chúng ta phải sử dụng hoặc là tiêu chảy mở kháng trị trên bệnh nhân suy tụy Ha. À, hoặc là phòng ngừa thứ phát đối với sử dụng thuốc à, không lét mà không phải sử dụng thuốc kháng kết tập kiểu khoa cùng lúc thì chúng ta phải có điều kiện và những chỉ định không được sử dụng kéo dài đó là những trường hợp khó tiêu mà đã ví um, dụ gợt mà không có không có phải bị gây không có bị mà gợt la tức là không có bị mà viêm xước gì hết á bị lét gì hết chúng ta sử dụng một đợt chúng ta duy trì thôi hoặc enset À, chúng ta sử dụng steroid trong trường hợp không có aspirin, không có non steroid, uh, steroid nhưng mà không có nguy cơ về tiêu hóa chẳng hạn và chỉ định về thời gian cấp thì thường thứ dưới tao tuần hoặc là những cái người ta đều có những cái xác định gọi là definitely tức là xác định hoặc là có điều kiện hoặc là không có xác định thì chúng ta sẽ xem cái gai này và chúng ta sẽ đi sâu vào từng cái là kết thúc đầu tiên là khuyến cáo thứ nhất tất cả bệnh nhân sử dụng PPI nên được nói review hàng ngày review thường xuyên về cái chỉ định hiện nay nó còn hay không nó còn ở mức chỉ định nào à, để chúng ta có thể là chúng ta xem xét cái cái đáp ứng cái, cái đáp ứng của bệnh nhân tức là mỗi lần chúng ta tái khám chúng ta xem cái chỉ định của PPI nó còn ở mức nào là definite tức là chắc chắn hay là cần điều kiện hay là hết chỉ định rồi và những bệnh nhân nào chúng ta thấy không có cái chỉ định bắt buộc thì chúng ta nên bắt đầu des with driving, tức là hai liều thì xuống một lần một lần thì có thể ngưng và tất cả bệnh nhân chỉ định sử dụng mãn tính hai lần nên xem xét à, giảm thang là một lần một ngày ở bệnh nhân có trào ngược có biến chứng có tiền sử về viêm thực quản trào ngược lét chít hẹp à, nên nói chung là nên xem xét nên không nên xem xét ngưng tức là những trường hợp mà chúng ta nói vừa rồi á có biến chứng thì không nên xem xét ngưng bệnh nhân Barrett à, viêm dạ dày viêm thực quản do tăng bạch cầu ái toan sơ phổi tự phát thì cũng nên xem xét À, không nên xem xét xuống thang. Đó là những trường hợp chúng ta vẫn có thể sử dụng. PPI nên được đánh giá, nên được đánh giá sử dụng trên nguy cơ xuất huyết tiêu hóa trên dựa vào cái chiến lược và trước khi chúng ta giảm bậc, trước khi giảm bậc cũng nên đánh giá. Bệnh nhân có nguy cơ chảy máu đường tiêu hóa cả dạ dày và ruột luôn thì không không nên xem xét giảm bậc. Chúng ta không sử dụng PPI kéo dài à, ở những cái bệnh nhân ở những bệnh nhân mà có chỉ có những cái triệu chứng đường tiêu hóa trên thoáng qua thôi à, là do sự tăng tiết axit thì chúng ta không nên sử dụng kéo dài xuống bậc hoặc là chúng ta giảm liều xuống hoặc chúng ta uh, ngưng đột ngột cũng có thể xem xét và cuối cùng cái cuối cùng đó là cái vấn đề là quyết định ngưng nó không dựa vào cái quan trọng là quyết định ngưng PPI hiện nay nó không dựa vào cái vấn đề À, là cái tác dụng phụ của PPI mà nó dựa vào hiện nay bệnh nhân còn chỉ định hay không. Có nghĩa là chúng ta quyết định ngưng không phải là vì biến chứng của nó mà chúng ta quyết định ngưng là vì bây giờ bệnh nhân hết chỉ định rồi. Bệnh nhân không còn chỉ định nữa. Có nghĩa cho tới thời điểm này người ta thấy rằng là cái tác dụng phụ của PPI là không có đáng kể và cái lợi ích của nó khá là tốt. Tóm lại lợi ích sử dụng PPI kéo dài với gợt Barrett và giữ phòng loét biến chứng của loét do NSAID và có chứng cứ rất là rõ ràng. Vấn đề sử dụng PPI kéo dài có nhiều nguy cơ, tuy nhiên đa số các chứng cứ cho đến thời điểm này có chất lượng thấp và PPI vẫn là hiệu quả và an toàn. Chúng ta tránh sử dụng kéo dài khi không có chỉ định, hoặc nếu có chỉ định thì nên dùng liều thấp nhất có hiệu quả và quyết định ngừng PPI chỉ dựa vào bệnh nhân thiếu chỉ định hoặc không còn chỉ định nữa chứ không lo ngại về tác dụng phụ của nó. Bài trình bày của tôi đến đây là hết ạ. Xin trân trọng cảm ơn. À, xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Khánh Tường. Đã có một cái bài trình bày khá chi tiết và rất là cập nhật với những cái tài liệu mới liên quan đến việc uh, uh, lưu ý việc sử dụng ppi mà dài hạn thì trong cái phần trình bày này chúng ta lưu ý rằng là uh, ppi mà sử dụng lâu dài đó thì chúng ta sẽ có một số chỉ định quan trọng chẳng hạn như là cái trong cái bệnh trào ngược chạy thực quản mà nó thường là nó không đáp ứng với lại cái khi cái, cái vấn đề giảm liều hoặc là khi ngưng thuốc thì nó sẽ tái phát hoặc làm thứ hai là chúng ta phải dự phòng cái cái biến chứng uh, tiêu hóa khi sử dụng nz và khi mà chúng ta sử dụng cái xét thì chúng ta cứ chú ý những cái yếu tố nguy cơ đặc biệt là cái độ tuổi bệnh nhân trên 65 tuổi có tiền căn lét gì về tá tràng và cái quan trọng nhất là chúng ta phải lưu ý vấn đề là uh, phải tầm soát nhiễm h pylori nếu mà chúng ta không tầm soát h pylori mà chúng ta chữa cái PPI và kết hợp với lại cái anset thì nó vẫn có nguy cơ bị biến chứng số tiêu hóa vân vân đó là những cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm và ngoài ra thì cái tác dụng phụ khi chúng ta sử dụng PPI đó thì nó cũng có một số những cái mà chúng ta phải thận trọng lưu ý đặc biệt là cái nhiễm trùng tiêu hóa hoặc là ảnh hưởng trên sự hấp thu của một số những cái thuốc hoặc là một cái khoáng chất một số khoáng chất À, tuy nhiên là chúng ta phải cân nhắc những cái chỉ định phải sử dụng hợp lý không lạm dụng thuốc để tránh cái những cái tai biến biến chứng cho bệnh nhân như vậy thì à, chúng ta đã nghe qua ba cái bài trình bày à, rất là đặc biệt liên quan cái chủ đề à, sáng hôm nay thì à, cái phần à, thời gian còn lại thì chúng ta sẽ có cái phần thảo luận thì à, không biết là xin mời à, các à, đồng nghiệp à, đang hiện diện ở trong à, khán phòng là chúng ta có ai có câu hỏi gì thì một là chúng ta gửi giấy lên trên ban tổ chức hay là chúng ta có thể đứng lên chúng ta để phát biểu tại chỗ à, trong khi chờ đợi đó thì chúng tôi nhìn trên màn hình chúng tôi thấy có một cái câu hỏi của một đồng nghiệp gửi qua cái uh, nền tảng uh, online cái câu hỏi đó là cho tôi hỏi có thể dùng PPI để điều trị ngán ở phụ nữ mang thai được hay không và nếu được thì có, có ưu tiên sử dụng cái loại PPI nào ở phần trình bày này chắc xin mời phó giáo sư Khánh Tường để cái liên quan đến cái an toàn của cái thuốc ạ à, kính thưa quý đồng nghiệp thì cho tới thời điểm này thì PPI vẫn chưa có chỉ định sử dụng trong phụ nữ có thai và cho con bú đặc biệt trong 3 tháng đầu của thai kỳ thì vẫn có chưa có được chỉ định chưa được FDA Approve do đó trong 3 tháng đầu thai kỳ á nếu chúng nhưng nếu chúng ta cảm thấy rằng là à, cần phải sử dụng thuốc thường đó là bệnh nhân có trào ngược thường là trào ngược nhiều thì chúng ta có thể sử dụng những cái phương pháp trước khi sử dụng PPI ví dụ như điều chỉnh lối sống đối với trào ngược khá là nhiều các phương pháp ví dụ như là ăn sớm trước khi đi ngủ 3 tiếng buổi tối không được ăn no quá tối ngủ thì nằm nghiêng bên trái hoặc chúng ta mua cái gối chống trào ngược hoặc là kê cao đầu giường à, rồi cái thứ hai là cái thuốc mà sử dụng được an toàn nữa là cái antacid và cái Sunrafat hiện nay Sunrafat được xem như là một trong những cái thuốc ưu tiên cho phụ nữ có thai trong các khuyến cáo hiện nay và mình hay thấy các quý đồng nghiệp sử dụng Sunrafat không có đúng Sunrafat là một cái loại prorac nó là một cái loại cần axit để hoạt hóa do đó phải sử dụng uống trước khi ăn 30 phút giống như PPI vậy nó không phải là thuốc bảo vệ không phải là cái thuốc kháng axit mà nó là thuốc bảo vệ do đó Sunrafat sử dụng 3 đến 4 gói trước khi ăn và một gói trước khi đi ngủ 3 gói cái thứ hai chúng ta có thể sử dụng cái thuốc hiện nay là Anginat Anginat khá là an toàn trên phụ nữ có thai và cho con à, Và thường thường nếu mà ói mửa hay gì đó thì chúng ta có thể xài Prokinetic à, Còn riêng là, là vấn đề và PPI á, thì thường thường khi mà nó nặng nề lắm, ghê gớm lắm thì Thường qua 3 tháng thì mình có thể xem xét sử dụng Và ưu tiên chọn loại nào thì nếu mà phân loại theo ABC á, nguy cơ á, Thì thật sự ra là chỉ có cái Omeprazone á là cái nguy cơ nó nó cao hơn so với các loại khác thôi à, còn nhưng mà thực sự omeprazone này lại sử dụng khá là nhiều trước đây do đó một số hướng dẫn thì họ nói nếu phải sử dụng thì sử dụng omeprazone một số thì lại nói à, nếu phải sử dụng thì tránh cái omeprazone ra mà thường thông thường mình thì 3 tháng đầu mình không có xài PPI đâu mình xài hầu hết là bệnh nhân sẽ ổn còn những 3 tháng sau thì gai Thật sự nếu anh chị coi vẫn chưa có chỉ định sử dụng cho phụ nữ có thai Nhưng nếu anh chị thấy là nặng nề lắm á, cần thiết lắm thì mấy anh chị bên cạnh trước khi PPI mấy anh chị sử dụng antihistamin ức chế thụ thể H2 á thì mấy anh chị cũng có thể sử dụng một liều vào buổi tối trước khi đi ngủ còn cần thiết lắm thì mình mới phải sử dụng thôi vì nó vẫn là class B đó là những cái cái mà mình nói về vấn đề PPI chị Phượng có bổ sung gì thêm không ạ vâng cũng đồng thuận với phó giáo sư tường á, là cái khiêm thứ nhất đầu tiên chúng ta phải nó biết là ngén thì không có liên quan đến cái tình trạng acid ngén thì nó liên quan đến cái những cái yếu tố hormone và nội khoa nhiều do đó cái vấn đề sử dụng bbi giống như ở cái bài của phó giáo sư tường là chưa có chỉ định cho nên mình không có xài thứ hai là khi bệnh nhân có chỉ định thì có xài hay không thì như phó giáo thư tường nói cái thuốc ưu tiên hiện nay cho phụ nữ có thai vẫn là suyran phát và được xếp vào nhóm a còn nếu như bây giờ nếu như sử dụng bbi thì mình sẽ chọn nhóm nào thì ở hiện nay theo cái phân loại thì omerazone là nhóm c còn còn các bbi còn lại là nhóm b thì mình có thể nếu bắt buộc sử dụng thì mình mới có thể trừ cái omerazone ta. xin hết đây, cảm ơn uh, hai uh, cô đã trình bày về cái câu trả lời này uh, câu hỏi tiếp theo đó là uh, khi dùng NSAID á, thì uh, quý thầy cô thường uh, dùng loại nào uh, cái, hỏi cái kinh nghiệm uh, đó. Uh, cái câu câu mà hồi nãy mình nói các các thầy cô là đó khi sử dụng kéo dài đầu tiên phải tầm soát diệt trừ explori sau đó mình đánh giá nguy cơ ha cái nguy cơ đầu tiên là nguy cơ liên quan đến tiêu hóa và nguy cơ thứ hai là nguy cơ liên quan đến tim mạch cứ nếu có nguy cơ về tim mạch cao á hỏi thì hòa nói có nguy cơ cao là miễn cốc hai chỉ còn xài không chọn lọc thôi mà không chọn lọc mà nếu nguy cơ tiêu hóa thấp á, thì phối hợp với ppi không chọn lọc thì bên tim mạch chắc xài naproxen là nhiều nhất đúng không ạ hoặc à, cái gì đó còn nếu mà mình thấy nguy cơ tiêu hóa nguy cơ tiêu hóa không có cao tức là bệnh nhân trẻ khỏe không có nguy cơ gì về tiêu hóa hết mà kêu cơ tim mạch không có thì mình xài chọn lọc ức chế cốc hai ức chế cốc hai thường mình hay xài đa số các thầy cô ở đây mình hay xài là Uh, selecoxib nhưng mà nếu có thêm nguy cơ tiêu hóa nữa thì selecoxib cũng phải cộng thêm ppi còn nếu cả hai thằng đều không có nguy cơ gì hết tim mạch cũng không tiêu hóa cũng không thì mình chỉ chọn ức chế cốc 2 để giảm nguy cơ tiêu hóa mà không cần không cần ppi còn nếu hai thằng đều có nguy cơ cao hết miễn xài anset vậy thôi còn mình xài nhiều nhất nếu có nguy cơ thì mình xài selecoxib còn tuy nhiên đối với những trường hợp mà nó không có nguy cơ tiêu hóa nhiều, xe ship nó yếu quá thì mình sẽ xài qua những cái nhóm khác nhiều thứ lắm tùy kinh nghiệm của mỗi người bác cô cô Phượng có bổ sung gì thêm không ạ? cái này thì chắc là nhờ tiến sĩ Hòa tại tiến sĩ Hòa cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong xài NSAID ở bệnh nhân có nguy cơ tim mạch. tuy nhiên thì phó giáo sư Tường đã nói rồi à, về kinh nghiệm của tôi á thì thật ra rõ ràng mình xài những cái Celecoxid nó nó hiệu quả thấp lắm, cái điều trị nó không có cao và thường thì gần đây thì mình ưu tiên xài những cái NSAID mà bán chọn lọc á những cái nhóm sau này còn cái nhóm trước đây thì đúng là cái cái tác dụng phụ trên cái đường tiêu hóa quá nhiều thì chắc nhờ uh, tiến sĩ tơ hòa dạ à, tiến sĩ tuyết phượng nói chúng tôi có kinh nghiệm nhiều nhưng mà thật ra thì thì không đâu Dạ <laughs> thường mình lo bệnh tim mạch Đạ. và đặc biệt là nếu mà bệnh nhân mà có bệnh tim dùng kháng tiểu cầu kháng đông mà lại xài thêm NSAID thì chắc chắn là nguy cơ chảy máu nó sẽ tăng lên cho nên thường nếu mà bệnh nhân có nhiều cái vừa bệnh tim mà có bệnh khớp hay bệnh gì mà cần thì thường cũng cũng chuyển và cũng ở đây cũng nhân cơ hội này thì cũng lưu ý đến với quý vị mà trên những bệnh nhân bệnh tim mạch mà quý vị điều trị những cái bệnh lý khác mà phải xài anh xét thì chú ý là họ có có xài chung với những cái thuốc kháng kháng đông kháng tiêu cầu hay không nguy cơ xuất huyết trên đó nó sẽ rất là cao và cố gắng giống như là cái bài nói hôm nay là chúng ta phải tìm kiếm cái bệnh nhân có HB phải điều trị trước và tối ưu hóa cái dạ dày rồi lựa cơ mà gấp mắm mà thêm cái NSAID vô cho nếu không thì chính cái NSAID này kết hợp với thuốc tim mạch của chúng tôi trên nền bệnh nhân có cái dạ dày không tốt thì đó là cái nguy cơ chảy máu cho bệnh nhân mà một khi chảy máu hay là có có biến chứng trên bao tử dạ dày hay đường tiêu hóa thì rất là rắc rối cho bệnh nhân của mình cảm ơn uh, bác sĩ uh, Trần Hoàng. À, không biết là trong khán phòng chúng ta có um, đồng nghiệp nào có câu hỏi trực tiếp không ạ? Dạ thưa thiếu quý thầy cô thì em cứ xin một cái câu hỏi dành cho thầy Trần quà là cái góc nhìn của thầy về vấn đề mà chỉ định nội soi thực quản và dạ tá tràng khi mình sử dụng một cái uh, uh, kháng cự gặp yêu cầu nô no hoặc là mình bệnh động mạch vành mà mình cần can thiệp xin hết cái câu hỏi cũng rất là hay à, góc nhìn à, ở đây mình nói là nếu như mà trường hợp uh, mình phải coi là bệnh nhân có triệu chứng hay không ví dụ như về vô mà có nhồi máu cơ tim, à, nhồi máu cơ tim mà ST trên lên, mà nguy cơ tử vong do tim mạch rất cao, à, thì chúng ta ưu tiên cái tim trước à, và song song đó nếu như bệnh nhân có triệu chứng tiêu hóa là chúng ta phải điều trị dự phòng ngay và còn cái nội soi đó thì 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 nó cũng là tùy tình huống vậy là em cũng nói là đặt cái tình câu hỏi của em đó là chúng ta cũng cá thể hóa tình từ từng trường hợp rồi à, rất nhiều trường hợp mà chúng ta bị hội chứng bệnh cấp, mà chúng ta sau can thiệp mạch vành mà bệnh nhân có biến cố, thì tôi nghĩ là uh, chúng ta có tất cả những cái phương tiện trong tay rồi. Đặc biệt là nếu đã can thiệp đặt sen động mạch vành và đã có dùng kháng tụ cầu rồi đó, thì nếu mà chúng ta xuất huyết tiêu hóa mà chúng ta không xử lý được thì và chúng ta phải ngưng kháng tụ cầu, thì cái đó là là một cái thảm họa bởi vì ngưng kháng tụ cầu thì bệnh nhân sẽ huyết khối tắc sen trong vòng 5 hay 7 ngày sau thôi. À, cho nên uh, trong những tình huống đó thì tôi nghĩ là mình kết hợp ngay với cái chuyện mà nội soi dạ dày cấp cứu à, và rất nhiều tình huống mà cái sự phối hợp đa mô thức của chúng ta trong đó có bác sĩ tim mạch, bác sĩ gây mê, bác sĩ nội soi giúp cho chúng ta nội soi trong những tình huống đó, đó thì đã cứu cứu bệnh nhân bởi vì chúng ta đơn giản vào trong đó người ta thấy có cái điểm chảy máu người ta chích cầm máu người ta kẹp clip rồi này kia là đã 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 thay đổi cái diện mạo của bệnh nhân rất nhiều bên cạnh đó là điều trị BVI rồi chúng tôi lựa cơm gấp mắm là sử dụng lại một kháng tiêu cầu hay là khi nào đó ổn thì dùng lại hai kháng tiêu cầu cái đó là chúng ta cá thể hóa rồi cái đó là tình huống cấp cứu các bạn còn đối với tình huống chương trình chương trình mà trước khi mà đặt stent mạch vành trước khi mà can thiệp trước khi làm những cái chuyện gì đó mà có sử dụng kháng đông kháng tiêu cầu thì luôn luôn là chúng tôi phải hỏi cái tình trạng bệnh lý tiêu hóa của bệnh nhân à, và đặc biệt là nó đã ổn chưa à, à, nếu như bệnh nhân vừa có bệnh lý tim mạch mà có thể đi lấy được điều trị nội khoa được bệnh mạch vành mạng ổn định thì không có lý do gì mà tiêu hóa chưa ổn định thì chúng ta phải giải quyết cái tiêu hóa trước bởi vì khi mà chúng tôi đã đặt stent vào rồi đó dùng kháng tiêu cầu kép rồi bệnh nhân vì tiêu hóa mà xuất huyết hay là vì một cái ung thư mà chúng ta tuy tì chưa tìm thấy được cái dạ dày trước đó thì đó là gần như cũng là một cái thảm họa luôn à, cho nên gần như là trong thực tế lâm sàng như quý vị thấy chúng tôi nói đó là luôn luôn hỏi cái tiền căn tiêu hóa à, có loét dạ dày đã từng xuất huyết tiêu hóa này kia vân vân mà chưa giải quyết được thì cái chuyện như em nói nội soi dạ dày là ở bệnh lý mạch mạch vành mạng tính ổn định mà có thể chờ đợi là nên tối ưu hóa cái bao tử cái dạ dày trước thì chúng ta xem xét À làm những cái vấn đề cao hơn cho bệnh nhân. Câu hỏi à, à, Tiến sĩ, à, sĩ Tường có bổ sung thêm. À, như vậy nè, cái mình hay chỉ định nội soi dạ dày mà mình không coi có có chỉ định. Cái quan trọng là nội soi nó có chỉ định hay không, chứ không phải ca nào cũng đè đi soi. Cái chỉ định nội soi nó như thế này nè. Thứ nhất á, là nó phải có yếu tố báo động, dấu hiệu báo động ở lem sai. Thì liên quan đến vấn đề giống như là trước đó... À, bệnh nhân tuổi thì bây giờ quy định chung nha à, vừa rồi hội tiêu hóa thống nhất là à, nữ nói chung là trên 40 tuổi thì mình có thể nội soi à, rồi cái thứ hai nữa là bệnh nhân có sụt à, ký không rõ nguyên nhân thế nào gọi là sụt ký không rõ nguyên nhân thì có sụt trên 10% trong vòng 6 tháng rồi rồi à, thiếu máu thiếu sắt cái gì gì đó nó có chỉ định là làm sai thì mình mới soi còn nếu mục tiêu của mình chỉ để tầm soát diệt trừ S. thôi ở làm sai là để mình loại trừ ung thư á. À, thì là mình chỉ cần làm những cái test không xâm nhập Ví dụ như test hơi thở Test hơi thở thì bệnh viện mình làm, bệnh viện nào làm cũng được Còn vấn đề mà, đó là cái chuyện phía đầu tiên Là trước khi mà đi vô can thiệp Còn à, sau khi can thiệp, nếu nó chảy máu Nếu chảy máu là phải cân nhắc Nhưng mà thông thường là sẽ soi và can thiệp Vì bây giờ cầm máu của nội soi là tốt nhất Thì tùy, à, ví dụ như ở viện tim hoặc là ở tâm đất Thì thông thường các thầy cũng hay mời hội chẩn nhiều lắm À, ca nào chảy máu cũng mời hội chẩn thì lúc hội bệnh mời hội chẩn bệnh viện này bệnh viện kia tới thì các bác sĩ nội soi tới à, nếu mà nguy cơ cao quá thì họ sẽ làm trong phòng mổ luôn họ làm trong phòng mổ luôn họ can thiệp luôn còn nếu mà nguy cơ không cao quá thì họ làm và vừa rồi chúng tôi cũng đã làm một cái nghiên cứu của bác sĩ nội trú là làm trên gần 5.000 người ở viện tim và tâm đức là bệnh nhân mà sau can thiệp bạch vành mà có chảy máu á thì uh, can thiệp cái hiệu quả nó như thế nào tần suất nó là làm sao yếu tố dự đoán là cái gì rồi nội soi nó có gây biến cố gì không thì thấy nội soi khá là an toàn nếu mà cái skill cái kỹ năng của người soi là nó ổn và mình phục hồi tức là mình phải ổn định huyết động học trước khi mình can thiệp như thế nào thì nó cũng khá là an toàn mình phải tách ra làm hai cái chuyện chuyện mục tiêu mình là cái gì để mình nếu có chỉ định thì mình mới chỉ định để mình tầm soát mục tiêu của mình là làm cái gì à, đó là những cái cái liên quan câu này nhưng mà sẵn ở đây mình cũng nói luôn là cái corticoid và clopidogrel nó không gây cái lây loét cái thằng cọc cái thằng gây loét hiện nay chứng minh rõ ràng nhất là giống như là yếu tố mà giống như là hút thuốc lá gây ung thư á à, dạy phổi á hoặc là h pylori gây ung thư dạ dày á hai cái thằng đứng đầu vẫn là h pylori và nz clopidogrel không gây loét nha toàn bộ thuốc kháng tế cập cực cầu nó không có gây loét nó chỉ làm ổ loét nó không có lành vì nó ảnh hưởng đến những cái những cái yếu tố tăng trưởng để lành ổ loét thứ hai nữa là nó làm chảy máu tái phát nếu loét chảy máu thì nó tái phát chứ nó không có gây loét corticoid cũng không gây loét luôn trên một cái nền nó có yếu tố cộng thêm những cái thuốc đó những cái thuốc cùng lúc đó. ví dụ sử dụng cùng lúc thêm thuốc chống đông cùng thêm thì nó tăng nguy cơ hơn do đó cái đó là cái cái đầu tiên và cái thứ hai mình cũng muốn nói với các anh chị là cái nguy cơ của chảy máu trên sự dụng bệnh nhân kháng cái tập tiểu cầu đó, là không phải nó chỉ có liên quan đến cái vấn đề mình tính thang điểm đâu nó có ba yếu tố liên quan đến thứ nhất là đặc điểm của bệnh nhân nó liên quan rất là nhiều cái yếu tố từ tuổi từ cái đặc điểm bệnh nhân từ cái thuốc đang sử dụng là cái gì thứ hai là cái kỹ thuật của hòa làm nữa kỹ thuật kỹ thuật của hòa làm vấn đề hoặc có sử dụng kháng cái tập tiểu cầu trước khi can thiệp bạch vành không trong khi can thiệp sử dụng những cái loại gì và sau khi can thiệp và cái thứ ba nữa là mới tới thăng điểm thăng điểm thì thôi ở trên thế giới một đống hiệp hội tim mạch mỗi hiệp hội nó ra một cái thang điểm. Nó có cái thang điểm trên mạng mình bấm 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 có nguy cơ gì hay không? Và cái quan trọng là là mình phải nhớ nó có năm 2023 nó đưa ra một cái vấn đề rất là hay gọi là nghịch lý của người châu Á, đặc biệt là người Đông Nam Á. Cái người châu Á của mình không áp dụng guideline của châu Âu với Mỹ được. Cái người châu Á của mình nó có một cái đặc điểm nguy cơ chảy máu, đặc biệt xuất huyết não và tiêu hóa cao hơn nhiều so với người châu Âu. Trong khi cái nguy cơ gọi là biến cố thiếu máu hoặc những cái biến cố của người châu Á mình ít hơn so với người châu Âu và nó đưa ra 10 cái đặc trưng nó viết rất là nhiều do đó vấn đề phòng ngừa nó gọi là phải cá nhân hóa là vậy đó và nó phải có một cái gai lai của người châu Á mình họ nói rất là kỹ cái vấn đề này nếu mà các anh chị lên xem nó gọi là paradoxic tức là cái nghịch lý của người tiêu hóa của mình và một cái vấn đề quan trọng nữa là vấn đề khi nào sử dụng lại khi nào thì ngưng ví dụ anh chị hay hỏi ủa bây giờ ngưng có ngưng không xuất huyết tiêu hóa anh chị nhớ mình phải có cái nguy cơ tái phát ngưng và khi nào sử dụng lại nó còn dựa vào nguy cơ tái phát. Nếu soi ra nguy cơ tái phát cao là forex 1, A, 1B2A2B là phải can thiệp, can thiệp cầm máu của nội soi đúng mà, là gọi là nguy cơ tái xuất huyết cao á. Thì bắt buộc aspirin là phải ngưng. Nói gì thì nói, aspirin là phải ngưng cái đã. Ngưng bao lâu ạ? À? Người ta thấy ngưng aspirin 3 ngày là được rồi. Hoặc nếu mà chúng thấy thấy cái nguy cơ tim mạch quá cao thì khi ổn định là xài lại được liền. Nếu chúng ta can thiệp cầm máu ổn định là chúng ta có quyền tái lập lại liền cái aspirin. Còn nếu phải ngưng thì 3 ngày, 5 ngày chúng ta tái lập lại. Còn đáp, đáp là vừa aspirin vừa clopidogrel á, nó nói nếu nguy cơ tim mạch cao, nó cũng nói một câu thôi là khi nào ổn định về, về về huyết động là có thể tái lập. Còn nếu mà phải ngưng thì chỉ trong vòng 7 ngày sau là phải tái lập. Nó nói rất là rõ cái vấn đề đó. Và bây giờ nó còn đặt vấn đề là đối với người châu Á của mình nguy cơ chảy máu cao thì như thế nào có truyền tiểu cầu hay không khi chúng ta sử dụng thuốc kháng cái tập tiểu cầu hoặc thậm chí chúng ta xài ăn vitamin k có khi nào thì truyền tiểu cầu nó cãi qua cãi lại cho tới thời điểm này nó không có thằng nào cái thằng thì kêu truyền cái thằng này kêu không truyền nên bây giờ cái truyền hay không truyền là cả, cả một vấn đề tùy gai lai cái nào gai lai của tiêu hóa nó sẽ nói tập trung về cái nguy cơ của tiêu hóa rất là nhiều nhưng nếu gai trai của tim mạch đó là nó lại nghiêng hẳn về cái phía nguy cơ của tim mạch khá là nhiều sẽ ra nếu chúng ta đọc về gai lai tiêu hóa hay là tim mạch chúng ta sẽ thấy có một cái sự đồng nhất về ngưng aspirin nhưng khi nào tái hoặc trở lại thì chúng ta để ý nguy cơ dựa vào forest là nguy cơ cái này nguy cơ nếu mà một a mới chỉ biết chảy máu tái phát kinh hồn lắm luôn á đúng không ạ ngưng aspirin mà tái lập sớm mà chúng ta chưa ổn định là chắc chắn nó chảy mà đâu phải chảy máu tiêu hóa đâu coi chừng cái sợ nhất là xuất huyết não Trước huyết não là sợ nhất cho đó là những cái cái mình cũng muốn chia sẻ thêm là có những cái cái khá là mới liên quan đến vấn đề này mà nếu chúng ta đọc luôn guideline của cái hội mà chuyên về đông cầm máu á, nó viết khác nữa vì đông cầm máu nó sợ vấn đề chảy máu lắm thì nó sẽ viết focus vào vấn đề đông cầm máu phòng ngừa như thế nào rất là sâu nên khi mình đọc các guideline của các hội thì mình nên mình nên cá nhân hóa từng trường hợp cụ thể của mình là tốt nhất mình chỉ nhớ nhắc một chuyện thôi hòa em nhớ diệt trừ h pylori nha <laughs> em đừng bỏ quên cái đó thôi cảm ơn uh, phó giáo sư tường cũng đã có một cái phần uh, trả lời nó cũng bao quát một số những cái câu uh, khác mà cũng đã đặt ra Giờ tôi chỉ nhấn mạnh rằng là thật ra trên thực tế đó thì chúng ta biết là cái chuyện mà phân tầng nguy cơ để chúng ta biết là những bệnh nhân nào mà nó có cái nguy cơ uh, cao hoặc là có cái khả năng mà uh, biến chứng trên tiêu hóa thì chúng ta mới dùng ppi uh, còn, chứ còn mà không phải tất cả những bệnh nhân nào mà chúng ta cũng đều phải sử dụng ngay cả mà chúng ta thấy rằng là, là à, cái chuyện mà những bệnh nhân đái tháo đường mà hoàn toàn chưa có yếu tố nguy cơ mà đã kiểm soát tốt đường huyết đó, thì chúng ta cũng không nhất thiết là phải sử dụng cái clopidogrel mà giống như là, gì, là xem cái cái bệnh nhân đái tháo đường là bệnh mạch vành là đi kèm cái cũng không hoàn toàn là là đồng nghĩa cái cái chuyện đó hoàn toàn và cái thứ hai là À, khi mà bệnh nhân không có vấn đề về tiêu hóa so dạ dày kiểm tra bình thường không có vấn đề gì cả thì chúng ta cũng không cần phải dùng clopidogrel à, còn nếu mà chúng ta sử dụng aspirin thì chúng ta mới có có dự phòng tại vì chúng ta phải tính aspirin nó là một cái step do đó chúng ta phải dự phòng còn những bệnh nhân nào có những cái nguy cơ à, thì chúng ta mới 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 là có cái dùng ppi cho do đó mà đừng nên lạm dụng quá nhiều thuốc do đó chúng ta có khi là một cái toa thuốc chúng ta cho bệnh nhân quá nhiều thuốc thì cho một cái thuốc A rồi phải đi thêm một cái thuốc B kết hợp để mà gọi là, là 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 phòng ngừa cái biến chứng của thuốc A rồi lấy cái thuốc C là phòng ngừa biến chứng của thuốc B tức là coi như là chúng ta sẽ đi lòng vòng trong một cái toa thuốc là rất nhiều thuốc và bệnh nhân là cái người là nhận hậu quả cho cái chuyện này rồi à, tiếp theo có một cái câu thì đặt ra là một cái bệnh nhân mà sau khi mà phẫu thuật thủng lét dạ dày mà khâu lỗ thủng thì có sử dụng PPI để dự phòng hậu phẫu hay không? À, thì thật ra chúng ta biết là nếu bệnh nhân bị thủng loét dạ dày đó nó là một cái biến chứng rất nặng của cái tình trạng loét rồi và do đó mà sau khi mổ thì cái loét nó vẫn chưa phải là, là 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 ổn định hoàn toàn do đó mà chúng ta bắt buộc là phải sử dụng PPI và và cái PPI này là chúng ta xem như người ta đã điều trị đó điều trị để mà song song với cái chuyện mà cái khâu lỗ thủng là chúng ta giải quyết cái biến chứng thủng uh, bằng uh, bằng cái phương pháp mổ, còn cái chuyện mà PPI là chúng ta để điều trị cái uh, cái bệnh loét và nếu mà chúng ta phải tầm soát coi có nhiễm H pylori không, nếu có uh, nhiễm H pylori kèm thì bắt buộc chúng ta phải tiệt trừ H pylori. do đó, đó mà cái đó là những cái mà chúng ta phải điều trị cụ thể. À, có một câu hỏi tiếp theo là khi sử dụng phát đồ về HP thì có sử dụng siêu phát và PPI uống trước ăn thì có phải là cách xa nhau hay không? Và cách xa bao bao, bao bao, nhiêu? Thật ra đó thì chúng ta biết là cái phát đồ mà chúng ta để điều trị HP Lory đó là không có chỉ định sử dụng siêu phát nha các anh chị. Tại vì khuyến cáo thế giới không có cái, cái dùng mà tại vì ở Việt Nam thì tôi thấy là các bác sĩ chúng ta dùng mà không có hiểu được về cái cái nguyên tắc trong vấn đề mà phát đồ điều trị đó mà tôi thấy có những bệnh nhân mà được cái 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 cái, cái toa thuốc á là cho phát đồ PPI rồi cộng với lại kháng sinh đó, rồi cộng thêm nào là antacid nữa đó có khi là xài phát có khi xài uh, phosphatluigen uh, hoặc là những cái thuốc mà antacid đi kèm, rồi lại có rồi còn chờ, sợ mà biến chứng mà trên loạn uh, uh, khuẩn ruột do kháng sinh thì dùng thêm là 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 là, là probiotic, rồi cái thuốc mà uh, prokinetic nữa như vậy chúng ta thấy rằng là nội mà cái toa thuốc mà tiệt từ H. bệnh nhân mà bệnh nhân uống tới tám món chín món là coi như là cũng là là điên đầu luôn cho ta biết là rõ ràng là là cái chữa bác HIV là một cái chuyện làm cái người bệnh họ đã đã cực khổ tại phải uống tới nhất là à phát nữa nếu phát đồ bốn thuốc là chúng ta phải uống hai à, loại kháng 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 sinh rồi à, và một cái dùng bismuth bismuth thì chúng ta phải dùng là vì nó là một cái thuốc mà nó sẽ làm tăng cái hiệu quả cái 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 uh, của cái, cái, kháng sinh trong cái phát đồ điều trị và nó cũng có cái tác dụng trên cái con vi khuẩn H. chứ còn mà chúng ta không nên dùng cái những cái thuốc mà mà nào không có chỉ định vì nó làm rối thêm cái cái phát đồ và đôi khi nó gây tương tác nữa nha thành ra đó không nên sử dụng mà uh, không có cái cái chỉ định chính thức mật một số cái 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 mà nói chị phượng gấp 10 lần cô tường gấp 4 á mình đâu có nói tới cột ít đâu mình nói vậy nè nếu nhiễm h pylori đúng mà cộng thêm aspirin thôi á một mình nó thì cái nguy cơ chảy máu của nó ví dụ như tăng lên à, trong này các nghiên cứu họ cho thấy tăng lên khoảng 4, mấy lần còn nếu mà vừa h pylori vừa aspirin vừa cộng thêm clopidogrel nữa thì cái nguy cơ nó tăng lên. À nếu mà aspirin cộng clopidogrel mà không có espalory thì cái nguy cơ của nó có 4, mấy nhưng nếu cộng thêm aspirin uh, cộng thêm nữa thì nguy cơ tăng lên 7, mấy. Còn của chị Phượng là nó có corticoid mình hổng hề đề cập tới corticoid mình chỉ nói tới NSAID <laughs> chứ aspirin thôi nha. Rồi cái cái nữa mình muốn nói ở đây này là cái việc vấn đề mà thầy Hoàng nói á, đúng là cái Asuncarafat As là chủ yếu là điều trị là cái thuốc bảo vệ niêm mạc À, các anh chị đang mục tiêu việc exploratory nếu anh chị à, xài sun vì một cái mục gì đó thì thật sự nếu mà có xài á thì giữa aspirin giữa cái PPI với là sun nó không có có tương tác. Thằng PPI nó cần cái môi trường acid để nó hoạt hóa. Sun cũng cần môi trường acid để hoạt hóa. Hai thằng này xài chung được. Còn một lúc trước ăn bismuth cũng xài trước ăn luôn. Nhưng mà cái thằng ăn antacid thì phải sau ăn 2 giờ. À, thành ra mà thường mấy anh chị xài chi vô bệnh nhân lộn xộn nó đang sử dụng một đống thuốc rồi mấy anh chị cho nào xuân tra phát lại cho sau ăn nữa nó đâu có hiệu quả rồi thêm ăn Antacid ăn mà uống vô cùng với thằng kháng sinh nữa là nó lại không không có hấp thu của kháng sinh thằng ppi với thằng ức chế thuộc thể h 2 là không được xài chung với nhau ức chế thuộc thể h 2 là xài buổi tối trước khi đi ngủ ppi là trước ăn 30 phút mỗi thứ thuốc dạ dày của mình nó đều có cơ chế để sử dụng thuốc hết chứ không phải mình muốn cho trước sau gì thì gì đâu còn nếu mấy anh chị xài probiotic á mà cái loại mà vi khuẩn sống á là mấy anh chị phải cách kháng sinh ra 2 tiếng lộn xộn không bệnh nhân đã uống trước ăn rồi sau ăn rồi sau ăn 2 giờ rồi cách kháng sinh 2 tiếng chắc bệnh nhân nó không có tuân thủ nên thôi việc HP 2 tuần tập trung việc HP 2 tuần đi dẹp hết ba cái thứ thuốc tùm lum đó rồi ăn tacit rồi xuyên ca rồi ăn rồi prokinotic mấy chị thấy có tác dụng phụ gì thì bổ sung thêm thôi nên hạn chế còn cái bismuth thì nhớ xài trước khi ăn trước khi ăn nhớ anh chị ha rồi, cảm ơn uh, cô tường à, như vậy thì uh, chúng ta cũng đã uh, có một cái phần thảo luận cũng khá sôi so nổi với những cái câu hỏi đặt ra cũng rất là thực tế uh, và liên quan đến những cái chủ đề mà chúng ta đã đề cập thì uh, một lần nữa thì chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức có một số những cái tổng kết như sau Uh, hôm nay thì, thì chúng ta có một cái phần uh, hội thảo liên quan đến những cái uh, vấn đề tiêu hóa thường gặp trong đó có ba cái vấn đề chính mà chúng ta lưu ý là uh, việc mà chúng ta sử dụng cái thuốc ppi đó là chúng ta phải cân nhắc đúng chỉ định và chúng ta chọn lựa những cái ppi mà nó vừa đảm bảo được cái an toàn cũng như là cái hiệu quả của thuốc à thì và thứ hai là à, những bệnh nhân đó phải cơ được mà à, sử dụng đúng theo cái mục tiêu điều trị chứ còn không nên mà chúng ta sử dụng mà nó ngoài những cái mà à, khuyến cáo của các, các cái hiệp hội tiêu hóa hoặc là chuyên khoa à, và À, khi mà bệnh nhân có những cái uh, biến chứng như là cái uh, suốt huyết tiêu hóa trên bệnh nhân sử dụng các cái thuốc về tim mạch nhà, kháng cái tập tiêu cầu v v thì chúng ta cần phải có một cái sự cân nhắc phân tầng nguy cơ để chúng ta chọn ra một cái phương pháp nào điều trị tối ưu tùy theo cái tình trạng bệnh nhân à, như vậy thì uh, cái phần hội thảo của chúng ta đến đây là chúng ta xin phép khép lại và chúng tôi xin cảm ơn uh, ba bác ấu viên Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Khánh Tường, tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng và tiến sĩ Trần Hòa đã cho những cái bài báo cáo rất là hữu ích và rất là chi tiết và cập nhật. Chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty ZXP Therapeutic Việt Nam đã phối hợp với lại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức cái hội thảo khoa học về tối ưu hóa điều trị bệnh lý đường tiêu hóa trên và cũng xin cảm ơn tất cả các đồng nghiệp đang theo dõi hội thảo qua cái chương trình trực tuyến cũng như là trực tiếp thì và chúng tôi hy vọng rằng là sắp tới chúng ta sẽ có thêm những cái hội thảo khác với những cái chủ đề được mở rộng hoặc là chuyên sâu hơn trong lĩnh vực về tiêu hóa và chúng ta sẽ có cái dịp cùng nhau trao đổi thêm những cái lĩnh vực về tiêu hóa thường gặp một lần nữa xin kính chào tất cả quý vị và chúc tất cả các quý vị chúng ta luôn luôn dồi dào sức khỏe và có một cái ngày cuối tuần thật là uh, ấm áp bên gia đình cũng như là người thân